này nè, cái ông này là coi như hiền nhất, ông không có tới việc mà làm phiền nhiễu Đức Phật. Ông tới đó chừng tới ông thăm hỏi đàng hoàng, tới ông chào hỏi đàng hoàng, và ông tự giới thiệu ông là Hiền Sa Cát. Chúng ta biết rằng ngài Angulimala, cái vị mà trước khi đi xuất gia mà giết vị rất là nhiều người để mà lấy cái lóng tai rồi xỏ sâu lại đeo một cái sâu chuỗi trên cổ ấy, thì cái vị đó đó cũng có tên là Hiền Sa Cát. Hiền Sa Cát có nghĩa là vô hại. Vô hại, vô hại. Thì đối với người khác á, thì có lẽ Đức Thế Tôn không có nhắc nhở đến cái tên của ta làm chi. Nhưng mà đối với ông Bà La Môn này nè, thì xét thấy rằng cái cơ duyên của ông là phải được nghe, phải được nghe, phải được nghe. Như vậy đó, cho được nghe người nói đến cái tên của ông như vậy đó, thì ông mới là giác ngộ được. Đây là cái điểm đặc biệt của vị chánh đẳng giác so với vị Thích Văn. Vị Thích Văn hoặc là nói chung là những người không phải là vì là Phật tổ giác, thì thuyết pháp cho người ta đó là dựa vào cái mình muốn nói. Mình muốn nói cái gì á, mình đánh giá, mình nhận xét từ người ta ra làm sao á, thì mình một phần là cái phần đánh giá, nhận xét mình đối với người ta, nhưng mà cái phần lớn vẫn là ở phía mình. Mình muốn nói cái gì thì mình đem cái mình muốn mình nói cho người ta nghe. Nhưng người đi về chánh đẳng giác thì không, ngài không có nói cái điều mà ngài chỉ điều gì đó chỉ vì là ngài, chỉ vì cái, đó là cái ý của ngài muốn, mà ngài còn phải dựa vào cái căn cơ, cái khuynh hướng tâm lý, cái túc duyên nhiều đời của người đối tượng trước mặt nữa. Đây là điểm đặc biệt. Và cho nên tôi nói đi nói lại rất là nhiều lần, đó là thật là may mắn thay cho ai mà được trực tiếp gặp Đức Phật, thật là phúc cho ai mà được gặp mặt vị chánh đẳng giác. Ngay cả mình gặp một vị như ngài Xá Lợi Phất chẳng hạn, thì cái cơ hội mình giác ngộ dĩ nhiên rất cao so với việc mà mình gặp vị khác. Nhưng mà cái rất cao đây vẫn không như là gặp được Đức Phật chánh đẳng giác, bởi vì ngài nhìn thấu suốt mình. Ngài là một vị có thể nói là cặp mắt cái nhìn thấu ba cõi mà tấm lòng nghĩ suốt ngàn đời đó, đúng là vị chánh đẳng giác. Cho nên khi mà nhìn cái ông này đó, tới vào ngày vậy đó, ông tự giới thiệu là bệnh ngày con tên vậy tên vậy đó, thì ngài nhìn rõ cái chút duyên nhiều đời của ông. Cho nên ngài mới trả lời thế này: nếu cái tên của ông đó rõ hình sẽ cái tên nó đẹp lắm, cái tên đó là đẹp lắm, vì đó là vô hại đó. Nhưng mà con nhớ một điều đó, là sống ở đời cái quan trọng đó là phải là chính danh. Chính danh có nghĩa là sao? Chính danh là cái chữ trong bên Nho Giáo đó. Chính danh có nghĩa là cái tên, cái danh xưng của một con người, cái chức danh của một con người nó phải tương ứng với con người đó. Dĩ nhiên ở đây ta đang nói được hợp là cái tên đẹp nha, chứ có tên xấu được mới nói rồi. Mình nói tên đẹp, mình đặt tên con là tên Diễm, tên Hương, tên Loan, tên Quỳnh, tên Cúc, tên Tú, tên Kiệt, tên Dũng. Nhưng mà cái quan trọng nhất đó là mình muốn cho con mình nó được Dũng, được Kiệt, thì đặt cái tên không vô cái đủ, mà mình dạy cho nó trở nên thành người có cái Dũng, có cái Kiệt, có cái Hào, có cái Hùng. Chỉ cái tên không thì chưa có đủ. Con gái cũng vậy, mình đặt cho nó những cái tên là tên Hạnh nè, tên Trinh nè. Nhưng mà có một điều là mình phải dạy cho nó làm sao mà nó đúng như cái tên, đúng như cái tên mà mình muốn. Thì chỉ cần mình sống đúng như cái tên đẹp của mình á, thì đó coi như mình cũng đã là khá lắm rồi. Cái chính danh là vậy. Cho nên là bên trong Nho Giáo mà nó có một câu đó, là có một câu chuyện đó là có lần có người hỏi Đức Khổng Tử ấy, là làm sao mà để trị an thiên hạ. Thiên hạ thì đại loạn, Trung Quốc thời của Khổng Tử là đại loạn, mỗi người là từ mỗi cá nhân cho đến gia đình, xã hội rồi quốc gia, lúc đó là đủ thứ vấn đề hết. Thì có người hỏi Đức Khổng Tử vậy, chỉ làm sao mà để trị an thiên hạ. Thì Khổng Tử trả lời rất là đơn giản, đó là quân quân, phụ
thần. Vua đó thì được gọi là vua đó thì làm tròn cái phần của vua, làm sao mà xứng đáng với cái chữ vua. Người cha trong nhà đó thì làm sao mà xứng đáng là cái trường cột của nhà. Cha mà đáng là người cha, mặt người cha, chồng đáng là người chồng. Còn thần, thần ở đây có nghĩa là về tôi á, triều thần thì phải làm xứng đáng, phải sống ra cho nó xứng đáng với cái chức danh của mình. Thì mỗi người trong xã hội đó sống đúng với cái tên gọi của mình, sống làm tròn cái trách nhiệm, cái chức năng của mình thì xã hội nó yên thôi. Có nghĩa là mỗi người nào lo việc nấy, đại khái như vậy. Chỉ riêng cái chuyện đó thôi đó là mình đã được. Ví dụ như bây giờ một tu sĩ, một tăng ni, hay là một cư sĩ, hay là một thầy giáo, một học sinh làm tròn cái trách nhiệm của mình là xã hội được nhờ rồi. Để cái này nội dung như vậy đó. Bây giờ ông có tên là bất hại để ông sống làm sao mà đừng có làm phiền người khác. Cái làm phiền ở trong đây này ý nghĩa rất là sâu. Làm phiền này có nghĩa là sao? Trong kinh nói cụ thể lắm. Thân bất hại, thân vô hại, khẩu vô hại và ý vô hại. Thân vô hại có nghĩa là tay chân của mình không có làm cái gì mà nó gây hại đến người khác. Cái người không biết đạo á thì cứ tưởng người ta đốt nhà, cướp cửa, giết người cũng gọi là hại người ta. Hiểu vậy thì không có sai, nhưng mà nó còn thiếu. Bởi vì một cái nhìn của mình thôi, một cái nhìn, một cái nụ cười của mình á, một cái liếc mắt của mình á, cũng có thể làm người khác bị tổn thương, chứ không cần người phải ra tay ra chân. Cái người mà sống bằng cái tâm hồn mà vô hại thật sự á, có nghĩa là không có làm một cái chuyện nhỏ lớn nào, chuyện lớn chuyện nhỏ nào mà có thể làm thương tổn người khác, dù ít cho dù nhiều. Đó là thân bất hại, thân vô hại. Còn khẩu vô hại có nghĩa là chỉ một câu nói mà làm cho người khác họ bị sốc, họ bị sợ, họ bị giận buồn, họ bị khó chịu thì mình cũng không nói. Kỹ sở bất dục, phật thi ưu nhân, cái gì mình không muốn thì mình đừng có làm cho người ta. Không cần người ta phải chửi mình, chỉ cần người ta nói móc, nói cầm, nói khóe, nói xa, nói gần ấy, là mình đã chịu. Chứ không cần người ta phải chửi bới, mắng nhiếc, nặng lời với mình. Mình đối với người khác cũng vậy. Một cái câu nói mà không có làm, một cái câu nói mà làm cho người ta có cảm giác khó chịu, sợ hãi, tức giận, ghen tuông vân vân, thì bất cứ một cái câu nói nào thì tránh được càng nhiều càng tốt, tránh càng tốt. Bởi vì cái tâm hồn mình nói làm sao mình mới nói ra như vậy. Cái thứ ba là cái ý vô hại, có nghĩa là dầu thân với khẩu mình không có cái gì để làm phiền người khác, người trong lòng nó cứ thỉnh thoảng nó có những suy nghĩ. Ví dụ như bây giờ chỉ nhẹ nhàng thôi, mình bực mình ai, cái chuyện đầu tiên được mình nói rõ là cái kẻ mà bực mình người khác, hờn giận phẫn nộ người khác, đầu tiên là tự đốt cháy chính mình. Trong đây có dùng mấy cái ví dụ, mấy bài kinh trước có dùng cái ví dụ giống như là mình đi, mình tung bụi mà ngược gió, mình tung bụi ngược gió cho mình. Ra mình có cái câu là ngậm máu phun người với miệng mình á, thì đây là cái tung bụi ngược gió, nghĩa là khi mà mình nổi giận á thì đối phương chưa biết là bị cái gì, nhưng mà người đầu tiên chính là mình á, là mình bị trước rồi. Cho nên mỗi lần có cái bực dọc ai đó thì mình cứ nhớ một chuyện đó là tự mình đang làm khổ mình. Và tôi nhớ bên Tây Phương á, Tây Phương có một câu hay lắm. Nó mỗi một cái giây phút, cứ mỗi lần mà bạn nổi giận ấy là bạn đang tiêu phí, đang hoang phí. đang hoang phí. Mỗi một phút giận ấy là ta đang hoang phí 60 giây hạnh phúc. Mỗi phút giận là làm mất 60 giây hạnh phúc. Cái người nghĩ có đúng không? Mỗi phút mình giận là mình làm mất 60 giây hạnh phúc. 60 giây của mình á, 60 giây của mình á. Ngày trước tôi đọc cái câu tôi hơi khó chịu. Lúc tôi mới đọc thoáng qua được sao, tại sao nó chính xác nghĩ như vậy. Nhưng mà tới hồi tôi ngó là tôi đúng rồi. Một cái minute, đó là 60 second. 60 second.
thầy là quá đúng rồi. Tức là mỗi một phút mình giận người ta đó là mình làm mất 60 giây hạnh phúc của mình. Đúng, chính xác vậy đó. Cho nên là một cái giây phút mà mình sống bằng cái tâm bất thiện, một giây thôi cũng đã là đau khổ. Mà một phút mà mình sống bằng tâm bất thiện thì có nghĩa là mình đã mất đi 60 giây hạnh phúc. Đó là lý do tại sao Đức Phật dạy mình sống vô hại là vậy đó. Sống vô hại có nghĩa là mình không có nghĩ ngợi, mình không hành động, mình không có nói năng cái điều gì mà nó làm thương tổn, nó phương hại đến lợi ích của mình và của người khác. Đó là bài kinh số 5. Bài kinh tiếp theo là bài kinh bệnh tóc. Bài kinh tiếp theo là bài kinh bệnh tóc. Bài kinh bệnh tóc mà hữu trí tế là bệnh tóc không nhỉ? Yêu tăng bệnh tóc. Cái bài kinh này đúng rồi, cảm ơn. Bài kinh này là đã cái chương đầu tiên của Tương Ương Bộ Kinh. Mình đã học bài kinh này rồi, cảm ơn nhiều lắm nha. Bài kinh này mình học rồi. Tức là cái ông bà môn này ông tới ông hỏi ngài thì đó, cái chữ chấp tá đi đó, chữ chấp tá chữ chấp tá hay là cái chữ để học thêm chữ đây nha. Chấp tá hay là chấp tí lá, cái người có cái đầu tóc dài quấn lại thành cuộn lớn trên đầu. Như một số tín đồ hòa hảo hay cao đài ở Việt Nam ta nhé. Đó, bệnh tóc rồi đó. Nghĩ gì nó khác, cái cách cuộn nó hơi khác một chút. Mình nhìn trong hình internet nó khác một chút, nhưng mà đại khái vậy đó. Cái chữ chấp tí lá này có nghĩa là chữ chấp tá hay là chấp tí lá đây có nghĩa là những người có đầu tóc bệnh lại tên như vậy đó. Đó là cái tên người. Còn cái câu kệ đó, cái câu kệ mà ông này ông hỏi đó thì có nghĩa là Bạch Thế Tôn, chúng sanh ở đời này ai cũng có nhiều cái tối buộc khác, ai cũng sống trong những cái tối buộc, những cái ràng buộc. Thì bây giờ con hỏi là làm sao mà mình tháo gỡ ra được. Theo tôi thì đây cũng là một những câu hỏi rất là hay. Và tôi nghĩ rằng nếu mà tôi được gặp Đức Phật thì có lẽ đây cũng là một những câu hỏi mà tôi hỏi. Câu này hoặc là câu là con bỏ cái gì, con thêm cái gì mà con được an lạc. Con bỏ cái gì, con bớt, con bỏ cái gì, con thêm cái gì mà con bớt đau khổ. Đó là những câu quan trọng. Rồi cái còn ở đây thì ông Bà La Môn đừng hỏi ngài là ở đời sống thì ai cũng bị ràng buộc, không ít thì nhiều, không bị ràng bởi cái này thì cũng bị ràng buộc bởi cái kia, thì làm cách nào mà tháo ra được những cái đó, thì Đức Phật đã là đắn đắt. Chúng ta đã có học ở chương đầu tiên của Tương Ương Bộ Kinh rồi, có nghĩa là người phải có tu tập theo tam học. Người có trí có nghĩa là cái người gì? Người có trí có nghĩa là cái người người có trí là người biết và tin hai vấn đề tam tướng và nhân quả nha. Đó, nói nôm na là cái người có trí á, cái người có trí là cái người biết và tin hai vấn đề tam tướng và nhân quả. Đây tôi cái người như vậy đó, cái người mà có cái biết và cái tin hai vấn đề này nè, rồi tu lấy cái biết cái tin hai vấn đề này nè để làm cái động lực, làm cái nền tảng để mà tu tập tam học giới có định có tuệ. Thì tôi cái định nghĩa sơ thế giới là thân khẩu. Thân ở đây tức nghĩa là mình không có làm cái điều quấy, còn khẩu đây không có nói cái điều quấy. Hai cái này cộng lại thì được gọi là giới. Còn tâm ở đây tức là tâm, nó tu tập tâm ở đây tức là định ấy, có nghĩa là sống, tức là cái tâm của mình ấy, nó được an trụ vào ở trong 1 trong 40 cái đề mục, có nghĩa
là không để cho nó bị lăn xăng như trước đây. Tôi dùng nhiều lần cái ví dụ là cái ngọn lửa đó cái ngọn lửa đó mà mình để cho nó cháy thoải mái đó, thì cái ánh sáng và cái sức nóng của nó bị phân tán ra, nó bị khuếch tán ra, nó không có làm được cái việc gì. Nhưng mà nếu mà cái ánh sáng và cái nhiệt độ của nó mà được tập trung lại đó, thì nó sẽ sáng hơn, nó sẽ nóng hơn. Cái tâm mình cũng vậy. Tu thiền chỉ, thiền quán làm sao? Tu thiền chỉ là giống như mình gom cái tâm của mình vào một cái điểm mục. Thí dụ như mình niệm Phật, hay là mình niệm hơi thở, hay là mình niệm điểm mục đất, nước, lửa, gió, thì không ánh sáng, xanh, vàng, đỏ, trắng chẳng hạn. Thì mình gom cái tâm, cái người không có tu á, thì nghe này thì buồn ngủ chết đi. Nghe này thì bảo buồn ngủ, hay cũng mơ hồ cái tác dụng, lợi ích của nó. Biết rồi tại sao mà tôi phải tập trung, tôi tưởng làm chi. Nhưng mà các vị có dịp rồi, các vị làm thử rồi mới thấy. Một cái đứa học trò giỏi là đứa học trò có khả năng tập trung điều trị. Không có ai trên đời này mà làm được cái việc lớn mà không có khả năng tập trung tư tưởng. Cái đầu óc nó cứ phân tán, cứ lăn xăng thì không có làm ăn cái gì hết. Phải nói như vậy. Chuyện đơn giản nhất là mấy bà, mấy cô mà làm bếp mà sắc củ hành á, cắt chanh, cắt ớt, mà cái đầu óc nó nằm là đâu đó, lãng đãng ở đâu đó, thì đã làm không được, rồi nó đứt tài, bị phỏng lửa. Nói chi là một cái người làm cái việc lớn hơn, cái việc quan trọng hơn, cái việc chi ly hơn. Từ ở trong bếp lên đến chuyện lái xe, chuyện mình đi đứng ngoài đường ngoài xá cũng vậy. Làm gì làm phải có cái khả năng định tâm, tập trung trong cái chuyện mình đang làm. Còn tuệ là gì? Tuệ tức là biết rõ cái bản chất của mình và của thế giới này là gì. Và thứ hai đó là biết rõ cái sự vận hành của nó ra làm sao, biết rõ thân này nó gồm cái sao, biết rõ cái con người mình đó, nó gồm cái sao đại, đất, nước, lửa, gió, hư không và thức. Bản chất nó giữ bao nhiêu đó thôi, chỉ biết rõ là nó là chỉ gồm những thứ thiện, ác, buồn, vui. Thiện, ác, buồn, vui, mình cứ biết vậy đó. Thiện là nhân của vui, ác là nhân của khổ. Cứ biết vậy thôi, biết vậy. Mình đang nói cho những người sơ cơ thì tôi nói chung chung vậy đó nha. Chứ ở đây có những vị giỏi tôi không đề cập tới vậy nha. Chỉ nhắc cái cách nó đơn giản như là kinh nghiệm mình. Tức mình biết rõ là biết cái gọi là con người của mình chỉ gọi có bốn thứ thôi: thiện, ác, buồn, vui. Khi nào mình vui thì đây là cái quả, cái quả của một cái thiện quá khứ. Khi nào thấy bực bội mình cứ hiểu ngầm mà đây là cái quả của cái ác quá khứ. Đó là đang nói đến buồn vui đó. Khi nào thấy cái tâm bất thiện, đây là cái nhân của khổ tương lai. Khi nào thấy có cái thiện, đây là cái khi nào thấy mình ác, đây là nhân của khổ tương lai. Thì biết cái tâm mình có lòng lành, lòng thiện, đây là nhân của cái thiện tương lai. Cứ nhớ như vậy, đây là cái câu thần chú của vị nhớ nè. Thiện là nhân của thiện đời này, là nhân của vui đời sau. Vui đời này là quả của thiện đời trước. Vui đời này, rồi vui đời này là quả của thiện đời trước. Mà khổ đời này là quả của cái ác đời trước. Rồi niệm như vậy, xong rồi niệm ngược trở lại. Biết rõ, biết rõ. Nó niệm đừng có đúng, mà hiểu thì đúng thôi, thầy chỉ hiểu. Luôn luôn nghĩ như vậy. Cứ thấy quả là mình vui đó. Đây tôi đang nói với người sơ cơ nha. Cái mỗi lần mình thấy mình vui, mình biết đây là cái quả thiện đời trước. Khi nào thấy bực mình, mình cứ hiểu nhầm thôi, hiểu nhầm. Ở đây tôi nói một cách không chuyên môn đó. Khi nào thấy bực mình, thì đây là cái quả của giả đời trước. Khi nào mình thấy mình thiện, thì đây là nhân cho cái vui đời sau. Khi thấy mình ác, thì biết đây là cái nhân cho cái khổ đời sau. Thì như vậy rõ ràng là trong toàn bộ thân tâm mình chỉ gồm có bốn thứ là thiện, ác, buồn. Bữa rồi mình nhớ không giỏi mà cứ ham đi ba cái cao siêu, rồi cứ nó lủng củng nó quên, chứ mình cứ làm ơn nhớ cái bốn cái này thôi. Chúng ta chỉ nói về bản chất, chúng ta chỉ gồm có bốn thứ: thiện, ác, buồn, vui. Còn về cái hoạt động hay là cái activity, cái vận hành của mình thì sao, thì cứ để ý mình làm cái gì thì biết rõ cái đó. Đó là pháp môn thiền quán, bán tắt kiểu bao nhiêu đó thôi. Mình làm cái gì thì biết cái đó. Thí dụ như bây giờ đó, giờ mình ăn mà mình biết mình ăn, mình nói mà mình biết mình nói, đi đứng mình biết. Bây giờ mình biết rõ, mình sống chừng mực lại mình biết rõ. Thí dụ như bây giờ có người hỏi tôi chứ, suy nghĩ tôi trách nhiệm vậy rồi tôi té sao sai.
Thì họ nói mình cứ lo mình niệm thôi là mình đi mình té. Thật ra đó họ hiểu sai cái chữ niệm ở đây rồi. Niệm đây có nghĩa là âm vẫn tiếp tục anh sống y như là họ nói đến giờ, không có thêm bớt cái gì hết. Mà có điều là như vậy, hồi xưa giờ anh làm anh không biết, bây giờ anh làm anh biết. Hồi đó giờ anh đi mình cái đầu anh nghĩ chuyện tầm bảy, nhớ nha. Hồi đó giờ mình đi mà cái đầu mình nghĩ chuyện tầm bảy, vì mình đang đi mà mình đang đi ở đây nè, mà cái đầu mình nhớ đến chuyện chợ búa phố xá gia cả hàng quá. Còn bây giờ thì cái chân vẫn đi, cái đầu dĩ nhiên làm sao mà không suy nghĩ được. Nhưng mà thay vì mình suy nghĩ chuyện tầm bảy tầm ba trên trời dưới biển, bây giờ mình chân vẫn đi nhưng cái đầu mình bây giờ biết rõ đó, mình biết rõ tôi đang đi. Cái chuyện đó làm thử đi nó sẽ là giúp cho các vị an toàn hơn. Mà nó ghét nhất cái thứ mà không chịu làm mà cứ ngồi tưởng tượng thì thế này kỹ lắm nổ. Ở đó giờ tôi cũng đi đứng bình thường, tôi đâu có niệm gì đâu mà đâu có sao, tại sao bây giờ trong tính mắt tôi phải như vậy. Thử thì các vị thử đi, thử một lần. Tôi nói lại là không chết thằng tay nào hết, cứ thử đi. Thử sống một ngày ha, tôi sống một ngày như là tôi nói như vậy, cứ biết rõ ta chỉ là bốn thứ thiện ác buồn vui đó, nhớ như vậy. Cứ mỗi lần mình có cái tâm bất thiện á, bất thiện là bắt tôi giải thích nữa là hết buổi giảng sáng nay rồi nha. Bất thiện có nghĩa là mình biết là đang giận nè, đang thích cái gì đó, đang ghét cái gì đó, gọi là bất thiện, nói nôm na như vậy. Còn thiện là khi nào mình biết là khi nào mình có từ tâm, mình có đức tin, mình có hoan nghỉ cho cái việc lòng nào đó thì cái đó gọi là thiện. Như là mình muốn bố thí, mình muốn giữ giới, mình muốn hành thiện, mình muốn giúp đỡ người nào đó thì đó gọi là thiện, nó nôm na như vậy ha. Còn ác là cái suy nghĩ nào mà mình có cái ý mình bực dọc, mình gọi là mình tham, mình thích cái vật gì đó, người nào đó thì nó gọi là ác. Nói nôm na như vậy. Còn nếu mà muốn cho con làm nữa thì chỉ có học lớp A Tỳ Đàm 9 tháng, 6 tháng, 1 năm để mình nhận diện cái thiện ác của mình. Còn nếu mà mình nhắm mình dốt quá, mình già quá, mình không nhớ được thì thôi, mình cứ nhớ nhiều đó thôi. Mình cứ nhớ là mình chỉ gồm bốn thứ thiện ác buồn vui. Thiện là nhân của thiện đời này, là nhân của vui đời sau. Vui đời này là quả của thiện đời trước. Không biết tôi đã nói cho các người nghe kịp không? Bản kinh đó là bản chất của mình gồm bốn thứ là thiện ác buồn vui. Cứ nhớ như vậy đó, cứ đọc giống như con nít nhưng mà lâu ngày nó quen. Vui, cứ nhớ nè, vui đời này là quả của thiện đời trước, thiện đời này là nhân của vui đời sau. Rồi cái khổ đời này là quả của ác đời trước, mà cái ác đời này là nhân của khổ đời sau. Cứ nhớ như vậy đi làm ơn. Các vị, tôi biết các vị học với các vị cao tăng nó dạy cái gì, tôi nói lại là tôi không biết nha. Tôi không biết mà tôi cũng không cần biết, không thèm biết. Thì cái gì mà tôi cho là tốt nhất, bình dân nhất, giản dị nhất, dễ nhớ, dễ hiểu nhất thì tôi nhắc ở đây. Còn các vị theo thầy bà gì, các vị tu hiểu gì tôi không biết, nhưng mà tôi chỉ nhắc ở đây là gọn nhất, dành cho cái người dốt nhất, chạy nhớ dở nhất. Chỉ nhớ bao nhiêu đó, chứ đừng có đi kiếm ba cái cao siêu rồi đụng chuyện mới nhớ. Cứ nhớ bao nhiêu đó, thiện ác buồn vui, đó là biết cái bản chất của mình, nó gồm bốn đó thôi. Rồi thứ hai là biết được cái hoạt động của mình, biết rõ hoạt động của mình là sao, là mình làm gì, biết cái đó. Buổi sáng mà thò trên xuống giường mới đầu biết rồi, biết là mình đang cái chân chạm đất, biết là mình xỏ vô đôi dép, biết đi vô nhà tắm, súc miệng, đánh răng, rửa mặt, biết. Rồi đi xuống bếp làm ăn sáng, biết. Tay cầm bàn chải, cầm lưỡi khăn, biết. Lâu ngày nó quen. Và có một chuyện mà tôi có thể bảo đảm 1000%, đó là đời sống của các vị chắc chắn nó sẽ an lạc hơn. Mà cái an lạc này hoàn toàn không thể chia sẻ với người khác được. Thương cha, thương mẹ, thương vợ, thương chồng, thương con, thương cái, thương anh, thương em, bà con, quyến thuộc, thương gì thì thương. Nhưng không cách nào mình chia sẻ cái sự an lạc của mình khi mình tu tập chánh niệm cho người khác được nha. Đây chính là cái nội dung của bài kinh này. Cái người mà có trí đó là cái người biết được, tin được lý nhân quả và lý tâm tướng. Rồi lấy cái đó để mà tu tập tam học. Tam học hồi nãy giờ tôi mới giải thích cái tính tuệ đó, giới định tuệ đó. Thì cái người như vậy đó thì ràng buộc nào tháo cũng ra. Đủ duyên thì thành thánh, tháo ngay đời này. Vô duyên thiếu phước thì cũng là gieo duyên giác ngộ cho đời sau nha. Mà cái chuyện quan trọng nhất là cứ nhớ hai chuyện đó là cái tam tướng và cái nhân quả đó. Tam tướng là cái gì có rồi cũng mất và không phải của mình. Còn nhân quả là thiện ác gì đi nữa thì nó cũng là xương khối. Có một điều, xương khối không có nghĩa là không có,
khổ như vậy. Thiện nó sẽ cho ra cái vui, ác nó cho ra cái khổ. Mà vui nào thì cũng phù du, mà ác nào rồi cái khổ nào cũng phù du. Nhân phù du, quả phù du, nhớ như vậy đó, nhớ như vậy. Sáng nay là chỉ riêng cái nhìn mấy phút nãy giờ tôi nói đó là đủ trong cái buổi giảng sáng này rồi nha, đủ rồi. Mà cứ đi tìm cái cao siêu rồi cắm đầu ghi chép cho đã, rồi cuối cùng rồi về quên sạch hết chi vậy. Nếu mà tôi có cha, có mẹ, có vợ, có con, có anh, có em, học trò đệ tử, có người nào mà tôi thương nhất mà họ tin tưởng ở tôi thì tôi sẽ nói y như nãy giờ, không thêm hết một chút gì hết. Tôi thương lắm tôi cũng nói cái đó thôi, thương lắm tôi cũng nói cái đó thôi. Chứ còn mà đi mà thiên kinh vạn điển cao siêu màu nhiệm rồi quên sạch nó hết rồi. Ok, bây giờ qua bài kinh khác. Bài kinh thứ hai là bài kinh xuất xí ca. Kinh xuất xí ca, mất tiêu rồi, em sao tiêu 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 chú giả. Rồi bài kinh này tự bà con coi cũng được nghe, yeah, bà con tự coi cũng được. Các vị biết cái ý không? Thời gian trước buổi đầu của lớp Tân Ngưng á, tương bộ á, tôi giải thích từng chữ, nhưng mà sau đó tôi lại nghe phản ảnh thế này, họ nói là cái số người mà bận tâm đến mấy cái vụ mà từng chữ đó không có nhiều. Mà nghe lại cái băng giảng á, muốn họ nói với tôi, nói là muốn giới thiệu cho người quen họ nghe, mà người quen họ chịu không nổi, vô nghe toàn là ngôn ngữ học không à. Cái chữ đó nghĩa là gì rồi giảng cái chi li như vậy đó. Thì cho nên bây giờ là tôi tập tôi chỉ lấy cái nội dung kinh thôi. Nội dung kinh ví dụ như là mới kể cái chuyện gì đó thì cái số người mà nghe đâm đâm trực tiếp là thì không có nhiều, mà cái số người mà nghe lại đó, nhiều khi họ muốn cho người quen người ta nhưng họ nghe đó, nghe họ nhức đầu, nhưng mà nhức đầu thiệt. Các bạn sự tưởng tượng á, các vị tưởng tượng như cái buổi lớp dạy mà tôi không có dự, nhưng tôi chỉ đoán thôi, lớp dạy Pali của sư cô Liễu Pháp có bao nhiêu người chịu nổi, bao nhiêu người chịu nổi. Mà nếu mà các vị có nhu cầu á thì tôi cũng sẽ làm gì đó, nhưng mà cái điều mà nói là tôi báo trước là cái lớp đó là cái hạn chế số người nghe rất là nhiều nha. Ở đây chúng ta thấy đó, cái chữ Pali á, chữ Mantak, nó có nghĩa là chú thuật, hả? Chú thuật. Mà cái chữ Mân Tá này đó, cái nghĩa đen của nó đó, nó có nghĩa là thầm thì, hả? Lâm râm. Biết các vị có nghe ở trong tiếng Việt Nam mình hai chữ thành cái thầm thì lâm râm. Hai người mà nói với nhau một cái chuyện gì đó mà với một cái âm lượng vừa đủ nghe, không cho người khác nghe, nói thầm thì thủ thỉ đó, thì cái đó cũng gọi là mân tác. Thầm thì thủ thỉ lâm râm, hoặc là khi mình vô chính điện, hoặc vô trước cái chỗ thờ phục mình nghe người ta khánh lâm râm, mình mới nghe người ta nói cái gì, nhưng mà chỉ biết là người ta đang khánh cái gì đó, thì trường hợp đó cũng gọi là mân tác. Mân tác nghĩa là lâm râm, thầm thì. Và cái chữ manh tá này nè, từ cái chữ mà nó là cái sự râm râm, cái sự thầm thì, cái sự thủ thỉ đó, từ từ đó nó mới dẫn ra hai cái nghĩa nữa. Đó là thứ nhất là bùa chú thuật. Rồi nó dẫn thêm nghĩa nữa, có nghĩa là mấy cái ông mà kêu sao ta, mấy cái ông mà thì bộ trưởng, mấy ông mà bộ trưởng hoặc là thượng thư, có nghĩa là bộ trưởng hay là thượng thư. Thời xưa thì thượng thư bộ lễ, thượng thư bộ hình, thượng thư binh bộ rồi đó hả. Còn bây giờ đó thì nó kêu là bộ trưởng bộ quốc phòng, bộ trưởng bộ ngoại giao, bộ trưởng bộ thương mại kinh tế gì đó hả. Thì cái chữ mâm tái nó có nghĩa là vậy đó, là có nghĩa là tại sao mấy ông nó được gọi là mâm tái, là bởi vì theo ngày xưa
thì trước mặt ông vua mà dám nói lớn hết trơn á, tới dụng vua như là họ muốn bàn thảo cái gì với nhau đó, trước khi mà quỳ xuống mà tấu mà nói lớn cho ông vua nghe đó, thì họ chỉ nói nhỏ với nhau thôi trước mặt vua mà. Mà ông vua hồi xưa thì ông khác, ông tổng thống bây giờ. Ông vua hồi xưa nó là ông vua lắm, tức là ông muốn chém ai cũng chém, mà chém một mình cũng chưa có đủ. Lại là về giấy tờ thư về chữ nghĩa rồi đó, hành chánh, thủ tục hành chánh đó, là lại bộ lại là thủ tục hành chánh. Theo tôi hiểu giống như bộ trưởng bộ nội vụ mình như vậy đó, thì đại khái đó là vua hồi xưa đó là giống như là toàn quyền, chứ còn tổng muốn ai sống chết cho tổng thống giờ đâu có được. Ngay cả giáo hoàng là tổng thống Mỹ bây giờ, nếu mà muốn giết ai đó cũng phải có lý do, chứ không phải chơi ghét thì giết. Còn vua hồi xưa một mình không giết à, cho nên trước mặt vua mà dầu mấy ông quan lớn muốn nói cũng bàn tính với nhau, mà trước khi tâu vua mà nói nhỏ cứ rồi vậy đó. Thì cái người như vậy đó được gọi là manh tát. Thì Đức Phật này dạy rằng là dầu có tụng đọc nhẹ mùa chú gì đi nữa, dầu có sinh ra trong một cái gia đình bà la môn chính thống, nói theo kiểu cộng sản là lý lịch ba đời trong sạch đó, nhưng mà nội tâm thì bất tịnh á, thì cũng không được gọi là bà la môn. Bởi trong đây mới nói là dầu lẩm bẩm, dầu có lâm râm, đây theo tôi muốn thì theo tôi xin là lâm râm chứ không là chứ lẩm bẩm thì nó không có nhầm. Dầu có tụng đọc nhiều thần chú hay là vì mình sinh ra trong một cái gia đình bà la môn chính thống thì nó, thì những cái đó nó không có đủ để gọi là một bà la môn. Bởi vì nếu mà nội tâm mình bất tịnh, lừa dối thiên hạ đó, thì không được gọi là lâm môn. Trong khi đó nếu mà mình có một cái sức thân, có một cái gia thế tầm thường không ra gì, nhưng mà một khi mình đã là một vị sa môn mà mình chuyên tâm tu học tinh tấn dũng mãnh, thì cũng vẫn xứng đáng với cái danh xưng mà lâm môn. Và một bài kinh khác chúng ta đã học rồi, cái phần này giải rằng cái sức thân của một người nó không quan trọng bằng cái lý tưởng sống và cái hành động, cái kiểu sống hiện đại của người đó. Tôi nhắc lại, cái lý tưởng sống và cái kiểu sống hiện đại của người đó, nó quan trọng hơn. Lý tưởng sống có nghĩa là họ khoác cái áo, họ gạo ở đầu, họ muốn nhắm tới cái gì, đó là lý tưởng sống. Rồi còn cái kiểu sống là hiện giờ họ đang làm gì, đang sống ra làm sao. Thì với cái người như vậy đó, cái phần ví dụ giống như là một cái ngọn lửa mà nó cháy, nó được nhen lên từ một cái khúc gỗ nào đi nữa không quan trọng, miễn là nãy nó cháy được thì ngọn lửa đó nó luôn luôn giống nhau. Dầu đó là ngọn lửa được đốt từ cái cây trầm hương, hay là cây giá trị, cây cẩm lai, hay là từ cái gỗ tạp tầm bậy tầm bạ như gỗ mít, gỗ xoài, hay là cây trồng, cây gòn chẳng hạn, gỗ gì cũng được, mà miễn là nó cháy ra ngọn lửa thì thôi. Thì cái sức thân nó quan trọng là cái lý tưởng sống và cái kiểu sống. Nội dung này bài kinh này là như vậy. Và chính tay này cũng có một câu gần giống, mà nó là chiếc áo không làm nên thầy tu, có nghĩa là cái nội dung, cái phẩm chất của một tu sĩ nó không có phải được quyết định từ những cái điều kiện bên ngoài, mà nó là chính bên trong. Cái nội hàm của đương sự, của cá nhân đó mới là quan trọng. Ngay cả một vị bác sĩ được đào tạo bài bản trường lớp, có bằng cấp, học vị đàng hoàng, nhưng mà cái nội dung, cái tâm hồn của mỗi bác sĩ cũng khác nhau. Có ông đáng được gọi là lương y, còn có ông thì chỉ được đáng gọi là thầy thuốc thôi. Chắc các vị biết thế này, có ông thì chỉ đáng được gọi là thầy chữa bệnh thôi. Chứ còn cái chữ lương y nó khó nhận lắm á. Vì lương đây có nghĩa là tốt bụng, lương đây có nghĩa là phải là cái người tốt bụng, cái người có cái thiện tâm đối với bệnh nhân, không có vì đồng tiền bát gạo, không có vì miếng cơm manh áo mà mặc cái áo bác sĩ. Thì cái người đó mới gọi là lương y. Còn cái kiểu mà vì nghĩ rằng
làm cái nghề bác sĩ được có nhiều tiền, ráng đi học để lấy cái bảnh bằng đó, thì cái đó được gọi là thầy thuốc thôi, hoặc là nhiều lắm đó là gọi là bác sĩ thôi, chứ còn kêu là lương y thì không có đáng. Chữ lương nó khó lắm rồi nha. Giống như tu thì cứ cạo đầu đắp áo tu được gọi là thầy tu, thầy chùa là tăng ni, nhưng gọi là chân tu thì chân tăng thì đâu phải dễ. Rồi xong, tiếp theo là cái bài kinh thờ lửa, nội dung y hệt như vậy ha, nội dung y hệt như vậy. Và ở đây chúng ta thấy bài kinh về lửa đó ha, thì có cái câu của ông Akika, Akika là lửa, Akí là lửa, Akí là lửa, Akika là người thờ lửa. Người thợ lửa thì chúng ta biết là hôm nay ở đâu ta, ở Iran, nếu tôi nhớ không lầm là Iran, ở Iran và ngay cả ở Hoa Kỳ, Hoa Kỳ thì thiên nhiên, ở Mỹ tôi quên mất tiểu bang nào đó mà nó có một cái hố ga mà cái ngọn lửa đó nó cháy cả là nhiều ngàn năm rồi, trẻ ba tư cũng vậy. Nhưng mà cái ở Mỹ là do thiên nhiên, cái hố ga thiên nhiên, ở bên Nga cũng có, nhưng mà ở bên Iran nó cũng có một cái đạo, nó kêu là cái đạo bán hỏa giáo. Thì nó thờ lửa, thì chính vì cái chỗ này, cái đại cái đạo này nó là cái gốc của cái minh giáo mà ở trong cô gái đầu lông á, có cô gái đầu lông chị Ỷ Thiên Kiếm á, lúc mà Ỷ Thiên Kiếm, Ỷ Thiên đầu lông ký đó của Kim Dung, thì trong đó có nói đến cái đạo là đạo minh giáo, thì cái minh giáo đó nó gốc là từ cái bái hòa giáo của Phật Ba Tư. Thì nói cái này nó không mắc mới được kinh, nhưng mà phải biết bây giờ ở trong kinh điển Phật giáo mình nói rất là nhiều cái chuyện thờ lửa nha. Thì người ta ngày xưa đó có những người họ thờ con bò, con chó, con trâu, con heo, thờ đất, đá, sông, hồ, cây, cỏ, vân vân. Nhưng cũng có cái người họ có niềm tin vào lửa, thấy lửa đó đặc biệt cái chỗ là chỉ nhìn thấy nhưng mà tai không thể sờ chạm nắm bắt. Họ thích ở chỗ đó đó, chỉ có thể nhìn nó thôi chứ không thể sờ chạm nắm bắt nó được. Thứ hai nữa là ngọn lửa đó, họ cho nó là sạch, nó là cái thứ mà sạch, một thứ vật chất sạch sẽ nhất trên trái đất này. Bởi vì nước thì cũng còn có thể bị người ta làm dơ, nhưng mà cái ngọn lửa thì không. Ngọn lửa hệ người đã là ngọn lửa thì bản thân nó không có dơ, họ hiểu như vậy đó. Còn nước thì nó nước sạch, nhưng mà mình vẫn có thể biến nước sạch thành nước dơ được, nhưng mà lửa thì muôn đời là không. Lửa là nó thiêu hủy tất cả mọi thứ, và họ thấy lửa đó là hình ảnh gần gũi nhất với cái gọi là siêu hình. Bởi vì siêu hình mà không thấy gì hết thì đã quá trừu tượng. Mà cái gì mà nó linh thiêng mà nó lại cụ thể, nó điển hình quá đó, dễ sờ chạm đó, thì nó cũng bớt cái phần linh thiêng. Cho nên lửa được xem là cái thứ mà vật chất mà gần với cái gọi là siêu hình nhất. Và cái sự mình phải nhìn nhận lửa trong lòng thứ hiện tượng vật chất rất là độc đáo, thầy chỉ thấy được thôi chứ không thể sờ chạm nắm bắt được. Cho nên người ta đã tin tưởng đó là cái, đó là một hình thức hiện hữu gần gũi nhất của thành thánh. Thế là họ thờ, họ thờ bằng cách nào? Họ cứ lấy, họ cứ châm dầu vào hoài, đừng cho nó bị tắt đi. Nãy tôi nói bên Iran nó có ngọn lửa mà nó cháy hơn 2.000 năm rồi, họ cứ châm dầu hoài hết thế hệ này đến thế hệ khác. Thì thời xưa nó có cái đạo như vậy đó, đạo, đạo thờ lửa nha. Thì ở đây cho mình sĩ nãy giờ tôi nói vài dòng là bởi vì tôi muốn nhắc một gì để mai mốt các vị có gặp nữa cũng đừng thắc mắc tại sao có cái đạo như vậy. Bình thường độ bây giờ vẫn còn có cái đạo này, thích thờ lửa. Mà hôm nay chúng ta biết Phật pháp mà chúng ta không chịu học ha, không chịu học, không chịu hành trì, thì không chịu suy tư ha, thì mai này đời sau kiếm khác sanh ra gặp cái đạo cả giới, cái đạo tào lao nào mình cũng theo được hết. Đây là chuyện rất là quan trọng nha. Tôi muốn mượn cái bài kinh này để tôi nói một chuyện khác đó. Thế nghĩa là nếu hôm nay mà mình không có hành trì, không có suy tư, không có thấm thía, không có tiêu hóa Phật pháp, thì đời sau kiếp khác sanh ra đó
mình xa đọa để nói gì biết mang thân người á, gặp cái đạo gì tào lao thương tứ mình cũng theo đó. Nó mất người mất thời gian mà nhiều khi nó còn kéo dài thời gian nữa chứ, đã phí thời gian rồi mà, tức là đã không đi nhanh mà nó còn thêm chậm nữa, nó không đi nhanh mà còn thêm cái phần đi chậm nữa. Ừ. Và phải nói một chuyện đáng buồn là tôi thấy rất là nhiều những người Phật tử mà tôi quen đó, thì tôi quan sát họ đó, tôi nghĩ mấy người này nếu mà bây giờ đó mà mấy tăng ni á mà có dạy họ tầm bậy tầm bạ họ cũng không biết được họ đỡ đó, nó kẹt như vậy đó. Tôi biết, tôi tiếp xúc với Phật tử bây giờ mình dạy họ cái gì họ cũng nghe hết á, ngay cả một cái chuyện đáng tiếc là ngay bây giờ mà coi như là mình có internet nè, có đủ điều kiện để nghe pháp thì tra cứu tùm lum hết, nhưng mà nếu mình mà tăng ni nói sao mà cứ nhắm mắt nghe vậy chứ mình cũng không thèm về để mình tra cứu mình chi. Rồi cho nên Đức Phật thì mới dạy cho ông này nghe y chang như vậy, y chang như là trong nội dung chính kinh là các vị thấy đó, vì đầy đủ ba minh. Thì ba minh ở đây nè, thì ba minh ở đây nè nghe. Trong đây xài cái chữ quý cha hả, ba minh ở đây ấy, ám chỉ cho ba cuốn Veda của Bà La Môn, Bà La Môn giáo, nhớ nha, bài cuốn Veda. Những cái bài cuốn Veda là biển nhất là biển Rig Veda, rồi thứ hai là, rồi cái thứ ba là viết thì các vị tra cứu thôi nha. Chứ là ba cái bộ kinh căn bản của Bà La Môn giáo, ba cái bộ căn bản Bà La Môn giáo. Thì ông này đó, cái ông này thì ông biết Đức Phật cái xuất thân là vua, ngài học hành đầy đủ hả, thì ông chỉ quý ngài ở chỗ ngài là cái người mà có học hành. Cái câu này có nghĩa là vậy đó, ông thích ngài ở chỗ đó, thích ngài ở chỗ là ngài là người được đào tạo đầy đủ ba minh. Thiện sanh là nghe nhiều, thiện sanh đây có nghĩa là gì? Thiện sanh đây cái này là cái dòng dõi đó, sức thanh cái gia thế của ngài đó là không phải tầm thường. Chứ thiện sanh cái này có nghĩa là gì đó? Có nghĩa là cái gia thế của ngài đó, chỉ cần là gia thế của ngài, trong đây gọi là chào thi mê, cái nghĩa là cái gia thế ngài là đàng hoàng. Rồi cái nữa đó là nghe nhiều, có nghĩa là người học hỏi nhiều, học hỏi kiến thức rộng. Đầy đủ ba minh có nghĩa là thông suốt được cái giáo lý Bà La Môn. Còn cái nghe nhiều ở đây nghe là kiến thức đời, cái kiến thức bách khoa nó sâu rộng. Còn thiện sanh ở đây có nghĩa là cái xuất thân, cái dòng dõi của ngài nó là không có phải tầm thường. Bởi chúng ta biết Ấn Độ hồi xưa, xã hội Ấn Độ có bốn cái giai cấp, một là vua chúa, hai là Bà La Môn, ba là cái giới thương gia doanh nhân businessman, rồi cái thứ tư là cái giới nô lệ. Giới thứ tư là giới nô lệ. Thì ông này đã biết Đức Phật đó là dòng dõi vua chúa, được ăn học đàng hoàng, kiến thức rộng, cho nên là ông đem thức ăn là ông cúng như ngài. Thì ngài mới giải thích cho ông bằng một cái bài kệ thế này nè, chúng ta đọc rồi. Có nghĩa là ngài nói là cái giá trị một con người không phải nằm ở cái chỗ họ biết cái gì, hoặc là họ xuất thân ra làm sao, hành trì ra làm sao, đọc tụng bùa chú làm sao, có đáng quan trọng. Quan trọng là họ sống như thế nào, lý tưởng sống họ ra làm sao. Chỉ vậy thôi. Nếu một mình không có đạo tràng, không có người giảng, thì mình đâu có siêng để mình đọc mấy cái này, và mình không có dành thời giờ để mình lắng nghe, để mình suy tư mấy cái này. Phải nói như vậy. Nhưng nhờ những cái lớp học này nè, mình mới có dịp mình nhìn lại nhiều cái vấn đề mà lẽ ra đó là mình đã bỏ lơ rồi. Tức là trong những bài kinh là tuy nó trùng, nhưng mà nó nhấn mạnh một điều, đó là cứ luôn luôn tâm niệm như thần chú vậy đó. Giá trị của một người nằm ở lý tưởng sống và cái kiểu sống của họ. Mỗi một ngày mình coi mình sống ra làm sao, không cần phải là tu sĩ tăng ni mới suy xét, ngay cả cư sĩ cũng vậy, xem coi mỗi ngày mình sống ra làm sao, mình có phải sống như cái máy hay không. Ăn rồi đi làm về lấy tiền ăn rồi đi làm, gọi là sống để có tiền để sống. Rồi muốn có tiền họ đi làm có tiền để về sống,
sống rồi để đi làm, để làm có tiền, để có tiền để sống. Để sống đây là sao? Sống đây nghĩa là có được cái nhà, có được mấy bữa ăn, để xong được cái lòng trọng có nhiêu đó. Sống để đi làm, đi làm để có tiền, có tiền để đi về sống, để sống, sống để đi làm, đi làm để có tiền, có tiền để về sống. Nó cứ lòng vòng xuống rồi đến lúc về hưu, đến lúc về hưu xong thì con cái nó lớn hết rồi, mỗi đứa một phương, hãy cùng vợ chồng lúc chưa có rã thì sống được, còn hai người với nhau trong một căn nhà, nhà thì chờ cũ, còn mình thì chờ chết. Đến lúc nào đó một trong hai người đi trước, để người còn lại là con cháu đó thương đem về chăm sóc, không để gửi nhà già, gửi nhà già đó. Tôi đã vô nhà già rồi, tôi nhà già của Thụy Sĩ rồi, tôi vô nhà già của Mỹ rồi, không phải vô một lần, vô nhiều lần lắm, không có gì nó phủ phàng bằng cái đó. Có nghĩa là hồi đó mình nhà cao cửa rộng, bây giờ nó giao vô, nó giao mình cái phòng coi như là nó giống như là ở tù vậy đó. Cứ giờ mỗi ngày giờ nó cửa sổ cặp mắt kèm nhèm không có thấy đường, cứ giờ mình nghe chim nó hót, rồi hên thì có chim nó hót, còn xui thì nghe tiếng xe nó chạy thôi, nghe tiếng xe nó chạy thôi, nghe tiếng gió thổi lao sao mà muốn chết thì sợ, sợ chết mà lại sợ cô độc. Ai tới thăm thì mình đó là chưa có lãnh, còn cái giọng thứ nó lãnh rồi thì thôi nó còn tệ hơn nít nữa. Thì cũng nít là tuy nó không biết gì nhưng mà nó còn cơ thể nó khỏe mạnh, nó không có đau nhất. Còn mình á thì cái đầu thì không nhớ gì, nó y như nít rồi đó, nhưng mà cơ thể thì nó đau, cái này nó nhức, nhức kia nó mỏi chỗ nọ. Lúc đó ngày hồi ngày tăng thống, ngày hữu giác thì còn sống. Tôi ở trong mấy năm ở gần ngày thì tôi cũng giữ theo lực, thỉnh thoảng gặp ngày sáng qua uống trà, ngày chiều đi qua phòng ngày hồi, ngày có cần con cạo gió xoa bóp gì không, thì lắc đầu nói không, sư tốt lắm, sư khỏe lắm. Và suốt mấy năm trời chưa bao giờ nhờ tôi cạo gió, chưa bao giờ mà tôi hỏi có cần cái gì không, mà ngày chưa bao giờ. Vậy mà những năm cuối đời hả? Vậy mà những năm cuối đời các vị có thể tưởng tượng, mình mới lúc tôi ở lúc tôi bên phô ra về thăm ngày, mình ngồi chút xíu là ngày nói thiệt, ngày nói không giấu giếm. Giải quyết bóp giùm thầy chỗ này, đau quá, đau quá. Mà ở gần thầy mới biết thầy không bao giờ mà muốn làm phiền người khác, mà bây giờ mà phải nói rõ là bóp giùm thầy, thầy đau quá. Rồi ngày còn giải thích thêm, ngày mới lấy hai cái bàn tay, ngày mới diễn đại, ngày nói với mình tưởng tượng đây là cái khóp mà ngày mình còn trẻ đó ha, thì nó có nước nhớt, nước nhờn nữa đó. Bây giờ nó khô queo rồi, nó cạn rồi, mà giáo viên tưởng tượng hai cái khớp này mà nó cọ vào nhau thì thầy làm sao mà chịu nổi, khủng khiếp như vậy. Tức là không cần bệnh gì hết nha, không cần bệnh gì hết, mà chỉ cần mấy cái đầu khớp xương mà nó khô, nó khô với nhờ rồi nó cọ với nhau đó, là đã lên tới óc rồi. Và xin lỗi các vị, người ta dùng hình ảnh rất là nặng, người ta nói phụ nữ sinh con nó đau như thế nào đó, thì cái người ta nhức xương nó cũng cỡ đó vậy thôi, khủng khiếp như vậy nha. Cho nên không cần phải bị tim gan phèo phổi bao tử, không cần, chỉ một thứ một thôi, đó là cái chất nhờn ở mấy cái khớp xương mà nó khô đó, là nó lên, nó đau lên tới trời, nó đau thấu xương, nó đau thấu óc luôn nha. Chứ đừng có tưởng là ai có tiền để dễ phẫu nha. Cho nên là một phát một là mình sống để ý, mình sống ra làm sao, ok. Mà cái ngày, mấy cái ngày nó sắp tới rồi, sắp tới rồi. Cái việc tôi biết cái nhiều cái bữa mà tôi hứa bà con đưa tôi giảng, tôi buồn ngủ đi lúc thức khuya mà buồn ngủ quá sức, thì tôi nói bây giờ chỉ cần mình bóc cái máy lên thôi. Mình bóc cái máy lên, mình bóc cái phone lên, bởi mình bóc cái máy lên, mình gửi mấy chữ lên. Hôm nay bị bệnh, ví dụ như vậy là mình ngủ không tiếp nữa. Nhưng mà bây giờ tôi có một cách chữa rất là hay. Tôi chỉ nghĩ đến một chuyện thôi, tôi nghĩ đến một chuyện nữa. Chết thật sự, không biết sao lúc này nó lại đó. Chỉ nghĩ tới cái chết nó tỉnh liền, nghĩ tới cái chết nó tỉnh liền. Tôi đã làm vậy này mấy năm rồi, nhưng mà phải nói càng về sau này nó là tôi càng lúc tôi càng thấm thiết đó. Không có ai mà bậy bạ cho bạn đi khoe mình giỏi và khoe mình tu giỏi nha. Nhưng mà trong trường hợp này tôi có thể nói tôi khoe thì hơi oan, không phải, mà đó là sự thật. Mà tôi muốn cái người phải làm như vậy, chẳng phải là nên mà là phải làm như vậy. Cứ nhớ chết, niệm một chữ. Có nhiều người thích cái chữ Phật,
mà nếu mà chữ Phật á, mà niệm mà thấy không không ép phê lắm, mà niệm chữ chết một chữ một, chỉ cần niệm chữ chết một cái là cái cỡ nào nó cũng bật vậy hết. Phải nói như vậy, một chữ một thôi. Nếu mà niệm Phật mà thấy không xong đó, là niệm chữ chết, ai mà giận, ai mà chửi mắng mình cái gì trên đó, mà tôi nói rõ là nó phải tập nha, phải tập. Chứ còn có ngại buổi nghe vậy rồi cái, ngay bây giờ cái ai nó đứng lên cái vị chửi vì cái vị niệm chữ chết thì không có phê nha, không áp dụng, không có tác dụng đâu. Mà phải tập một tháng, hai tháng, ba tháng, sáu tháng, tám tháng nha, rồi một năm, hai năm nó quen. Sẽ có một ngày chỉ cần mà nghe, chỉ cần mà mình nghe tới chữ chết một cái là mọi thứ nó lắng xuống liền, cơn giận nào cũng lắng xuống, cái sự thích thú đam mê nào, mua sắm sở hữu nào đi nữa thì chỉ cần niệm chữ chết nó lắng xuống. Như vậy là bắt đầu tới rồi đó, chữ tới các vị hiểu nha, tôi chỉ xài chữ tới thôi chứ tôi không có xài cái chữ đắc nha, đắc thì còn khuya nha, nhưng mà cứ nhớ là một chữ để đó là chữ tới. Có nghĩa là làm sao mà mỗi lần nhớ đến chữ chết cái là nó lắng xuống hết, và các vị hoàn toàn có quyền nói rằng tôi đang bảo biết giả, tôi đang nổ về tôi, các vị có quyền nói như vậy. Nhưng mà tôi vẫn không hề xấu hổ khi tôi nói rằng cái chữ chết nó thật sự làm cho tôi sốc. Cái gì không dám khoe, nhưng mà phải những cái đó tôi ra, các vị có thể gọi đó là khoe cũng được, mà phải nói thật sự là càng lớn tuổi cái chữ chết đó đối với tôi nó thật sự nó có tác dụng ghê luôn. Cái những niệm chết một cái là cỡ nào đi nữa nó cũng phải làm chứ. Ok, tiếp thêm một bài nữa, đó là cái bài kinh Sundarika. Bài kinh cái phẩm cái chương này nó dễ hơi dài nha. Bài kinh Sundarika, cái ông này nè, đây có một người hỏi tôi câu là cái này thì tôi nói thiệt với các vị nha, cái này đó thì ở ngoài đời cái câu hỏi của họ không ngảo, là xin hỏi là nếu mà năm gì chết em thì làm sao. Rồi tôi chỉ có hai câu trả lời thôi ha, hai câu trả lời. Một, bản thân tôi nói gì thì trước hết là phải dựa vào kinh. Điều thứ hai đó là một phần là kinh nghiệm bản thân. Bản thân tôi bây nhiều năm nay đó, nhiều năm nay rồi, tôi thường có một cái điều, một cái lời nguyện là con không mong, mong giàu có sung sướng tiếng tâm đời này, con chỉ mong là được chết sạch, chết yên và chết tỉnh. Chết sạch rồi chết yên và chết tỉnh, chúng ta niệm ba cái thôi, êm và tỉnh. Chết sạch làm sao? Có nghĩa là đừng có mà tiểu giải rồi hôi hám rồi máu mủ rồi mình gớm, mà người ở gần mình cũng gớm ha, đó là chết sạch. Chết êm ở đây có nghĩa là đừng có quằn quại, đừng có dãy dụa, đừng có gào thét, đừng có bò càng. Tôi có ở bên Houston, tôi có biết được một cái anh Phật tử đang bị ung thư ruột. Dĩ nhiên tôi không nghe anh nói chuyện, mà tôi nghe bố của anh nói chuyện nha. Kìa là bắt năm đó, có một người con. Tôi không có là có một người con bị ung thư ruột nha, ung thư ruột. Bác nói sư tôi hồi nó sắp chết, sẽ biết nó bò không mà. Nó bò mà nó rống. Dạ. Ở đây có người nói là ai cũng nguyện như vậy, nhưng mà tôi biết chắc là bữa hôm nay tôi nói thì các vị mới nói là các vị cũng nguyện như vậy, nhưng mà tôi tin là không phải ai cũng nhớ cái này đâu. Cứ làm gì làm nhớ là con không cầu giàu sang, con không cầu nổi tiếng, con không cầu nhan sắc, con cầu cái gì cao siêu, con chỉ cầu là con được chết ngon lành. Ở đây gồm chết sạch, chết êm và chết tỉnh. Chết sạch là không có hôi hám, bài tiết cái này cái kia, khó ngữ, khó nhìn, đó gọi là chết sạch. Chết êm tức là đừng có dãy dụa quằn quại gào thét đó. Còn chết tỉnh là đừng có hôn mê, nói năng nhặn xị tầm bậy tầm bạ, nói nhảm, nói mớ. Tôi đã từng đi thăm người bệnh viện, tôi biết họ đau quá rồi họ mê, họ nói tầm bậy. Mà thêm cái nữa là mình sợ lúc mình nói làm linh vậy đó, mình tiết lộ ra nhiều cái cơ mật bình sinh. cho nên cái gì đầu tiên là mình phải có lời nguyện, nguyện một tháng, hai tháng, một năm, hai năm nó sẽ thành nha. Đó là cái câu trả lời thứ nhất. Câu trả lời thứ hai đó là hãy để cho cái tiền nghiệp và cái hiện nghiệp nó giải quyết. Tiền nghiệp là nghiệp quá khứ, mình là mình chịu thua, mình không có can thiệp được.
Còn cái hiện nghiệp có nghĩa là ngay bây giờ nè, à, cái ngay bây giờ nè là mình phải có một cái kiểu sống, có một cái kiểu sống thiện hơn, à, mà khoa học thì thiện hơn mà khoa học hơn, kiểu sống thiện hơn rồi khoa học hơn. Thiện hơn là sao? Có nghĩa là đừng có, đừng nói, đừng làm, đừng suy nghĩ cái gì mà nó có tác dụng, nó có cái ý, nó có cái ảnh, nó có cái hậu quả là gây hại cho người khác hay là cho bản thân, đó là sống thiện hơn. Còn sống khoa học hơn làm sao? Có nghĩa là ăn uống thuốc men, sinh hoạt làm ơn đàng hoàng chút, đừng có sống như là mình thích mà phải sống như là mình cần, thì nó quan trọng hơn. Thì khoa học bây giờ cũng nhìn nhận chỉ có 5 cách thôi. Sống khoa học là gồm, sống khoa học là gồm 5 điều, à, chỉ có 5 điều thôi. Một là thuốc men, hai là ăn uống, thứ ba là vận động, bốn là dưỡng khí, thứ năm là tinh thần. Ok, chỉ có 5 cái này thôi, đó là số khoa học. Thuốc men là sao? Tức có nghĩa là không lạm dụng nó và sử dụng nó đúng mức, không dư không thiếu, nó là thuốc men. Em phải đàng hoàng, ăn uống cũng vậy, ăn uống phải cẩn thận, không là thích cái gì thì ăn cái đó. Mà chúng ta nhớ nha, cái người châu Á mình, đặc biệt Việt Nam mình, những món mình thích toàn là đồ tầm bậy không à, toàn là đồ độc không à, cái gì đồ chiên, đồ xào, đồ nướng, có bị nó độc kinh hoàng. Ở đâu đâu mà tôi phải nói rõ các bạn biết cái đồ nướng nó độc. Người ta nói rằng đối với người ăn mặn á, một ký thịt nướng á, mà nó nướng mà nó cháy khét á, một ký thịt nướng nó tương đương với 200 điếu thuốc. Cái khả năng mà gây ung thư á, cái khả năng mà gây ung thư á, một ký thịt nướng nó tương đương với 200 điếu thuốc. Có nghĩa là mình không có hút thuốc, nhưng mà mình cứ ăn thịt nướng, ăn cá nướng, thì cứ trung bình một ký mình đưa vào người của mình như vậy là một ký thịt như vậy là thì nó có khoảng nhiều vài gram khét ha. Mà cứ trung bình ấy, là cứ trung bình nó ăn một ký thịt nướng là nó bằng hút 200 điếu thuốc à. Nên ăn uống đồ chiên cũng vậy, nó độc vô cùng tận. Mì gói mình tưởng nó, mình né mì Tàu, mình né mì Việt, nhưng mà mình ăn mì Thái, mì Nhật ấy, nó cũng độc, cũng không có kém bao nhiêu nha. Ăn uống thứ ba là vận động. Có nghĩa là một ngày như vậy thì làm sao phải có một chút thời gian để mà đốt cái mỡ ở trong bụng của mình, đốt cái mỡ trong người của mình nha, phải có thôi, phải ra mồ hôi. Một ngày phải có tối thiểu là một giờ đồng hồ ra mồ hôi. Ban ngày làm sở rồi tối về cũng phải làm sao đó chứ, còn đi bộ thì sao chứ còn không thể. Cái tư đó là cái dưỡng khí, tôi đang nói đạo đó mà tôi vẫn phải đi nói lạc đề chút, bởi vì cái này đối với tôi cũng là rất là quan trọng. Bởi vì các vị muốn có một đời sống ngon lành, muốn có một cái tuổi già ngon lành, nó có một sự tu học ngon lành, thì các vị phải nhớ năm cái này thôi. Tôi biết tôi đang múa rìu qua mắt thợ trong rung này, có rất là nhiều tai tổ trong đây, nhưng mà không thể phải im lặng cái này được. Thì cái dưỡng khí đó nghĩa là mình đừng có tưởng mình là nhà giàu, nhà cao cửa rộng là mình đủ dưỡng khí, sai. Bụi, nhớ cái bụi, rồi nhớ rằng cái mùi, cái trong nhà có những thứ mà nó độc mà mình không có ngờ, tức là những cái cây cỏ hoa trái trong nhà, rồi chưa kể là lò ga, bếp, nhà bếp nó độc tới dơ vô cùng. Cái thứ thức ăn mà nó dính trong bếp lò đó mà không được lau kỹ, mỗi lần mình đun nóng nó lên ấy, mình mở lò nó bốc khói, một lần khói mỏng, một lần khói nhẹ lan tỏa trong bếp, là cái đó là thầy của thầy nha, nó độc tàn sát nha. Cho nên là cái nó là cái dưỡng khí của quan trọng, cái dưỡng khí cái oxygen của mình ok. Và cái thứ tư là cái tinh thần phải rất là hướng thượng, rất là lạc quan ok, thì chỉ như vậy thôi. Nghĩa là các vị hỏi làm sao tôi nói là chỉ trong cái của đời sống, sống thiện có nghĩa là sống theo lời Phật ha, không hại mình hại người. Còn cái sống khoa học đây có nghĩa là mình phải nhớ năm cái này: ăn uống thuốc men, vận động dưỡng khí và tinh thần. Dầu cho đông y hay là tây y thì cũng phải chấp nhận năm cái này, không thể thêm bớt được. Năm cái này là năm cái rồi. Thì cái ông này nè, ông Samsunarika này nè, ổng sau khi mà ổng cúng bái đã xong rồi, ổng mới dòm quanh với ai mà có thể ăn được cái đồ cúng này, bỏ thì uống,
mà đồ ông nghĩ là cái đồ cúng, cái đồ linh thiêng, để tìm thấy ai, tìm thấy ai, thì tân kinh mới nói rằng là cái lúc này đó, cái bối cảnh của cái bài kinh này nè là nó được diễn ra vào một ngày mùa đông nha. Cái bối cảnh của bài kinh này là một ngày mùa đông lạnh, ngày mùa đông lạnh. Thì lúc bây giờ Đức Thế Tôn đang ngồi thiền ngoài trời ấy, ngoài rừng ấy, đang ngồi ngoài rừng ấy. Và trong chú giải nói một điều đó là ngài biết ông này ông có thành kiến với mấy người không có tóc, cho nên khi mà ngài ngồi thiền thì ngài mới trầm, lấy cái y ngài trầm kính người như vậy, trầm từ trên xuống. Và lẽ ra đó thì khi mà biết có người, biết mình đang ở trong một khu vực có người đó, thì một người sa môn không có trầm kính như vậy. Nhưng mà riêng trường hợp này ngài cố ý, ngài biết ông này á, ngài cố ý mà ngài biết ông này nè là ông không thích cái người có tóc, và ngài biết rõ là cái ông này nè ông sẽ có cái cơ duyên để mà giác ngộ, ông có đủ cái cơ duyên giác ngộ, cho nên là ngài mới làm một cái việc mà nếu trong kinh không nói thì mình không bao giờ mình biết. Ngài biết ông không thích người không có tóc, nhưng mà biết ổng hôm nay là ổng sẽ đủ như đi xuất gia và sau này sẽ trở thành vị A-la-hán. Cho nên trời làm như vậy là ngày vẫn cuối ngày ngồi đó. Ngày biết hôm nay ổng sẽ làm chuyện đó, thì khiến cúng xong tìm người, cúng lạnh xong tìm người để chia sẻ thức ăn đó, để đem lại cúng như ngài. Vẫn hỏi ngài vậy chứ cái sức thanh của ngài là sao? Thì trong chú giải nói, trong chánh kinh cũng nói, trong chú giải cũng nói đó là ổng từ xa thấy ngài trùm đầu, không biết ngài không có tóc, nhưng mà khi mà ổng đi lại gần ngài đó thì ngài mới tháo cái y xuống, ổng nhìn thấy là ổng khó chịu rồi, ổng khó chịu muốn quay lui, nhưng mà do ổng nhìn cái tăng tướng của ngài, cái hảo tướng của ngài đó, ổng suy nghĩ lại, ổng suy nghĩ rằng ở trong cái đám bà la môn của mình, trong cái dòng dõi bà la môn của mình, trong cái giới bà la môn của mình thì cũng có người không tóc vậy. Chứ đâu phải là chỉ thì ở bên Ấn Độ thời đó là họ có một cái thành kiến rất là nặng ở chỗ là không có tóc đó. Nó giống như mình bên Việt Nam mình là cái kẻ xăm mình vậy. Có nghĩa là cái người bây giờ tôi ở bên ngoài thì tôi còn bớt thành kiến như ngày xưa đó. Mà nói ngày bớt thôi chứ không có hết. Là tôi thấy người mà xăm mình á là tôi có ác cảm, tôi có thành kiến. Dạ, thấy xăm mình. Thứ hai là tôi thấy người đời mà cạo đầu tôi khó chịu lắm. Ngay cả tôi là một tu sĩ nha, đến bây giờ cũng vậy. Bây giờ tôi gặp tay thì khi tôi qua đây tôi ở rồi, tôi gặp tay thì tôi ok rồi. Bây giờ tôi thấy tay mà họ một cái người mà lịch sự ăn học trí thức mà họ xăm mình hay là họ cạo đầu thì tôi không có nghĩ gì. Với ngày xưa đó, bản thân tôi lúc tôi còn ở Việt Nam, tôi là Việt Nam năm 30 tuổi mà 30 tuổi tôi phải là nhỏ. Thì tôi cái ngày mà tôi ở Việt Nam tôi vẫn còn rất là thành kiến, rất nặng cái ác cảm thành kiến với những cái người mà một là đàn bà hút thuốc, tôi thấy người nữ hút thuốc, hai là đàn ông mà không có tu hành gì hết mà cạo đầu, thứ ba là xăm mình là tôi chịu không nổi, khó chịu lắm. Tôi nhìn cái người là tôi nghĩ nói nó hơi kỳ chứ tôi đánh giá là thấp lắm, mọi người tôi không có cao, nhưng mà tôi nghĩ là mấy người là chắc là người cũng đàng hoàng, cấm đàng hoàng, đàn bà mà cầm điếu thuốc, còn đàn ông thì không có tu mà đầu cạo tập lóc, rồi thêm cái nó là xăm mình, nó là thở xong rồi. Thì ở đây ông Bà La Môn Sundarika này cũng vậy, ông cũng là người có cái thành kiến, có cái ác cảm giống như vậy đó, nhưng mà may mắn ông chợt nhớ làm nó ổn. Nhưng mà trong cái đám những người đàng hoàng này cũng có người cũng cạo đầu mà, cũng có người cạo tóc mà, vậy ông mới tới gần ngã mà. Ông bấm cửa là vớt giác lần cuối, ông nghĩ kệ ngày cạo cạo để coi cái sức thanh ngày làm sao. Thì lộn mới lại ông hỏi ngài chứ cái gia cảnh ngài thế nào, cái hoàn cảnh cái sức thanh của ngài là sao, gia đình ngài là thuộc về cái tầng lớp nào, gia đình ngài thuộc về tầng lớp nào. Thì ngài không thèm nói, ngài không nói là ngài là sức thanh ngài xoài, ngài chỉ nói là củi nào cũng là củi, miễn ra lửa thì thôi. Sức thân của một tu sĩ không quan trọng, mà cái quan trọng là vị đó có cái lý tưởng sống như thế nào, hành trì ra làm sao. Cái câu đó là Đức Phật là như vậy.
Tức là đừng có hỏi về vấn đề xuất xứ gia cảnh của một người. Bởi vì sao? Là bởi vì cái người đó hiện giờ đang sống bằng lý tưởng gì, họ đang có cái kiểu hành trì ra làm sao. Cũng giống như lửa dầu đốt được đốt lên từ cái loại củi nào đi nữa, miễn là cái lửa nó được nhen lên, nó cháy lên thì ok rồi. Thì ông nghe như vậy là ông thích quá, cái ông mới đem cái thức ăn đám cúng cho ngài. Mà chúng ta biết rồi, vị tỳ kheo chỉ có một trường hợp duy nhất, đó là đi khất thực. Người ta cúng cái gì thì mình nhận cái đó. Chứ còn nếu mà nói theo luật á, thì vị tỳ kheo không có nên nhận cái thực phẩm nào mà nó có từ cái, nên nó nhờ cái chuyện mình nói năng mà có một cách trực tiếp, phải đem đi trực tiếp directly nha. Thì mình nói sao mình đã cho mình mới nên. Mình giảng đạo, mình thuyết pháp cho người ta, thì một lúc mình nói người ta sắp ra tới mình đem đồ ăn tới đã cho mình, hoặc là sách chay dầu về cái viên thuốc thì ok. Nhưng mà ngay lúc đó đó, mà vì câu nói của đó của mình mà người ta đi cho mình một cái món ăn, thì cái đó theo luật cái đó nó mới tốt. Bữa hẩm cái đây một hai kỳ giảng gì đó tôi có kể, mình có học qua cái bài kinh của Kalika đó. Có nghĩa là ngài Xá Lợi Phất Vì Liên, ngài nhập hạ một nơi nào đó chung với ông cô Kalika, thì ngài đã dặn rồi, ngài nói rồi đừng có cho ai biết là chúng tôi ở đây. Nhưng đến cái ngày cuối cùng của cái mùa an cư thì tỳ kheo cô Kalika đi ra ngoài nhà Phật tử để báo tin cho người ta biết, để người ta vô người ta cúng dường. Cũng như cái ngày mà ra hạ của chư tăng, thì lúc đó ngài Xá Lợi Phất thì mới suy nghĩ, ngài biết rằng cái đồ này nè, những cái lễ vật này nè là do cô Kalika đi thông báo mới có được, cho nên ngài từ chối, ngài không có nhận. Đúng theo lực cái lời phải như vậy. Và phải nói thêm nữa, nếu thật sự mình là người xuất gia cầu giải thoát thật sự đó, phải theo cái chữ thật sự gạch dưới mà bằng mực đỏ, thật sự xuất gia cầu giải thoát, thì tất cả những cái gì nó thuộc về nhu cầu vật chất của mình, nó chỉ ở cái mức cần và đủ thôi. Cần làm sao? Cần là chỉ nhận cái gì mà không thể thiếu, chỉ nhận cái gì mà không thể thiếu. Ví dụ như bây giờ thuốc trị bệnh, hoặc là một cái đôi dép, cái đó thiếu kẹt lắm, kẹt lắm, đó gọi là cần. Còn đủ đây có nghĩa là không có dư, nghĩa là mình cần bao nhiêu thì lấy bấy nhiêu, chứ không có để dụ mà để dành. Không có dụ để dành là để cần mà đủ. Và cái đối với người thật sự mà sợ sanh tử cầu giải thoát, thì cái chuyện mà sở hữu tài sản nó chỉ là gánh nặng thôi, nó chỉ là gánh nặng. Tại vì thứ nhất mình sống hai chết mai, mà đúng là tu sĩ nguyên thủy đó thì không có dính mắt đời đời kiếp kiếp ở một cái chỗ ở nào hết. Và cứ mỗi lần mình xê dịch, mình di chuyển như vậy, mình phải bê cả đống đồ đạc đi theo thì thấy em xong rồi, ai dám chứa mình. Cái bị tưởng tượng bây giờ, ví dụ như bây giờ trong đây có một cư sĩ họ mời tôi về nhà họ nhập hạ 3 tháng đi, mà các vị biết tôi đem tới nhà họ 2 tấn hành lý, các vị nghĩ gia đình họ có rung hay không? Rung chứ. Trước khi họ thấy tôi tới mà tôi chỉ mang theo có một cái vali thôi, nặng nhẹ chưa biết, mà chỉ có một vali. Cho tới ngày tôi đi, tôi đẩy vali tôi đi để ở trong nhé. Còn đằng này người ta mời mình về ở nhập hạ mà mình kéo nguyên container 2 tấn thì làm sao người ta không sợ. Cho nên ở đây là vấn đề nằm chỗ đó, cho nên cái vị tu sĩ thật sự là không có nhu cầu nhiều về vật chất, cho nên cũng không cần thiết phải đi kêu gọi. Thì cho nên ở đây Đức Phật mới nói là ta không có hưởng thọ vì kệ tụng hát kệ chú. Ngài nói như vậy, tức là ngài nói rằng là bậc đại sĩ đạn toàn cúng dường phải khác biệt, có nghĩa là phải do cái niềm tin thật sự, do cái hiểu biết cúng dường, chứ không phải là vì do cái vị đó nói gì đó mà mình đem mình cúng nha. Các bạn, chúng tôi có thể nói rằng là rất nhiều và rất nhiều những bài kệ ở trong mấy cái phẩm tương ơn mà mình vừa học á, rất là đáng để được bà con học thuộc lòng. Là vì sao? Thứ nhất là nội dung giáo lý rất căn bản, thứ hai là sau này càng về sau này vô sâu những chuyên chương khác, 7,000+ bài kinh tương ưng, thì các vị sẽ thấy những bài kệ này sẽ được lặp đi lặp lại rất là nhiều lần. Cho nên nếu hôm nay mà các vị mà thuộc lòng mấy cái câu kệ này nè, trước mắt các thí vị, ví dụ như các vị thuộc lòng được 13 câu đi, thì các vị phải biết rằng các vị đã học được một phần của tâm tạng,
Tại vì những cái câu này được lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại như là một công thức giáo lý vậy đó nha. Cho nên chỉ cần học thuộc, ví dụ thôi, nha, chứ đừng mà móc đồn á, không biết con số 13 đó nó linh thiêng như thế nào mà ông kêu mình đó, học 13 đâu, phải tôi lịch sử là 17 đi, ngày khai 17. Tức là mình thuộc 13, 17 câu kệ này là mình đã thuộc được một phần tâm tạng rồi. Và một trong những bí quyết của mấy vị học tâm tạng mình biết nghĩa là gì? Tức là người ta gom những cái câu kệ hoặc những cái đoạn kinh mà giống nhau đó, người ta đặt cho nó mỗi ký hiệu. Ví dụ như là A14 là, ví dụ như cái bài kệ trong đây mình thấy ta không có hưởng thọ vì tụng hát kệ chú thường pháp không phải vị. Cái đoạn kệ này tôi xin hứa với bà con đó, tôi gặp không dưới 30 lần. Không dưới 30 lần cái đoạn kệ này, thì ta sẽ đặt tên cho cái đoạn kệ này là A14. Rồi cái đoạn kệ mà mỗi người sinh ra với cái búa trong miệng đó, cái đoạn kệ đó được nhắc đi nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, thì người ta đặt cho nó là B42 đó, ví dụ như vậy. Hoặc là những cái đoạn mà người ta nghe pháp xong người ta quan hỷ, thì Bạch Thế Tôn giống như một cái người mà dựng lại những gì ngã xuống, đem ánh sáng vào trong chỗ tối. Cái đoạn kệ kinh nó được nhắc lại không biết là bao nhiêu lần, thì ta đặt cho nó là F23, ví dụ như vậy. Thì ta học tâm tạng ta học cái ký hiệu như vậy thôi, học cái ký hiệu như vậy. Cho nên nguyên bộ tâm tạng người ta gom lại còn có chút xíu rồi, còn ta đọc ào mình biết là sao muốn nhớ hay gì, nhưng mà ta phải học cho lòng ký hiệu thôi, học những cái đoạn trọng trùng ấy, học những đoạn trùng, những đoạn trùng. Còn cái nào mà không trùng thì thôi, họ vẫn học bình thường, nhưng mà những đoạn trùng thì họ chỉ nhớ cho đoạn A14. Mà dĩ nhiên mình phải nhìn nhận như là một cái sức nhớ cũng kinh hồn lắm, chứ không phải chơi chơi mà thuộc qua ký hiệu thì mà được đâu. Rồi xong, ông này ông cúng như ngày không nhận xong rồi, không bây giờ ngày không nhận rồi con phải làm sao? Thì ngài nói rằng thôi để em đi tìm cái chỗ nào mà không có chúng sinh nó đổ chỗ đó đi, để ngài biết. Ngài biết ở trong kinh mới nói là cái gì mà nó được hướng đến Đức Phật rồi đó, thì nó trở thành một món đồ đặc biệt. Thứ hai nữa là trong lúc này nè, chư thiên mà đã bỏ cái thực phẩm họ vào trong đó, những cái món ăn nào mà đã được thí chủ nhắm đến Đức Phật rồi thì chư thiên họ bỏ cái thực phẩm của họ vào trong đó, và thực phẩm đó thì chỉ có ngài và những vị A La Hán lục thông mới có thể ăn được. Chỉ có ngài các vị lục thông mới có thể tiêu hóa được thức ăn chư thiên. Trong tiếng Pali kêu là Amaterasu. Chỉ có Đức Phật và các vị La Hán lục thông á thì mới có thể tiêu hóa được cái thức ăn, thức ăn của chư thiên thôi nha. Cho nên khi mà Đức Phật đã biết rõ rằng bây giờ là trong đây chư thiên là để thức ăn vào trong đó rồi thì không có thể nào ai ăn được đâu, thì cho nên là ngài mới kiếm đem đổ bỏ. Thì khi mà ông đem đổ về thì ông thấy nó sôi lên hết hồn. Thì nguyên cái đoạn kệ mà dưới đây đó thì tôi xem trên chú giải thì bà con có thể hình dung được. Ngài nói rằng cái bài kệ này rất là hay, là lửa nó chỉ là một cái hiện tượng thiên nhiên, nó chỉ có thể đốt cháy tiêu hủy những cái gì mà thuộc về vật chất bên ngoài. Chứ nên nếu mà nói là ngọn lửa là thanh tịnh, rồi ngọn lửa đốt cháy những cái điều cấu quế dơ bẩn thì cũng chưa có đủ, vì nó chỉ đốt cháy được cái bên ngoài thôi. Cái quan trọng nhất là bên trong, trong đây có một cái chỗ mà rất là thái mộng. Này Bà La Môn kia, ta từ bỏ củi lửa, ta chỉ nhen nhóm lên ngọn lửa từ nội tâm, ngọn lửa thường hằng cháy,
thường nồng cháy nhiệt tình. Ta là bậc la hán, ta sống đời phẩm hạnh. Thì câu nó rất là hay. Hay chỗ là ta từ bỏ củi lửa, chỉ nhen nhóm lên ngọn lửa từ nội tâm. Tức là tất cả những cái gì mà các ngươi cúng bái đó là ta đã từ bỏ lâu rồi. Cái lửa mà ta đốt là đến là lửa trong trong tâm, trong nội tâm của ta đó. Ngọn lửa mà tiêu hủy được tham sân si đó. Cái ngọn lửa mà đem lại ánh sáng soi rọi cho nội tâm của ta này, thì cái ngọn lửa đó là ngọn lửa mà ta thường nhen nhóm mỗi ngày trong lòng của mình. Chỉ còn cái thứ lửa mà lê tơ mơ ngoài đời, mà lửa mà để mà nấu ăn, cái lửa mà để đốt đèn, cái lửa đó là chỉ xài bên ngoài thôi. Cái đoạn kể rất là hay. Cho nên cái người tu chính là người đốt lửa. Người tu là người đốt lửa. Đốt lửa để đốt thiêu hủy cái gì cần thiêu hủy, để đem lại ánh sáng và đem lại hơi ấm cho mình và cho đời. Tu là như vậy. Tu là đốt lửa, tu là một quá trình, một hành trình đốt lửa. Mà đốt lửa đây làm sao? Đốt lửa đây có nghĩa là tiêu hủy đi cái gì là bất thiện. Là thiêu hủy cái gì bất thiện là thứ nhất. Thứ hai là đem lại hơi ấm và ánh sáng cho mình và cho người. Cái lửa đây là như vậy. Lửa đây phải được hiểu như vậy. Lửa ở đây là sự thiêu hủy những gì bất tịnh và đem lại hơi ấm, ánh sáng. Thì lửa thì vậy đó, được gọi là lửa là mới là tốt. Lửa đây là sự thiêu hủy những gì bất tịnh và đem lại hơi ấm, ánh sáng. Đó là tác dụng của đó là ba thứ tác dụng. Còn thêm cái nữa đó, bởi vì bà nó trở lại cái sự đun nóng, đun nóng, đun nóng này, thiêu hủy này, hơi ấm này, bốn cái tác dụng của ngọn lửa, rồi cuối cùng là ánh sáng. Đun nóng, thiêu hủy, hơi ấm và ánh sáng. Thì tất cả những cái thách thiện nào mình tu ở trong lòng của mình á, nó cũng có bốn tác dụng giống như vậy. Đó là đun nóng. Đun nóng nghĩa là nó làm chín mùi. Đun nóng nghĩa là làm chín mùi những giá trị. Còn thiêu hủy nghĩa là nó loại bỏ đi những cái gì bất thiện, hại mình, hại người. Hơi ấm ở đây có nghĩa là gì? Có nghĩa là nó không để cho mình bị lẻ loi, cô quạnh, lạnh lẽo nữa. Cái này nó dễ sợ. Cái này dễ sợ lắm. Người không có thiện pháp e sợ phải sống một mình. Người không có thiện pháp không thể an lạc với riêng mình. Người không có thiện pháp không kham nổi tuổi già cô quạnh, quạnh hiu của mình nha. Mà chỉ có Phật pháp mới đem lại cho mình hơi ấm. Và không có cái ánh sáng thì mình mò mẫm mình đi trong cái bóng tối nhân gian. Chỉ có ánh sáng của điều thiện ấy, chỉ có niềm tin về cái sự hiểu biết vào điều thiện ấy, thì nó mới cho mình thấy rõ cái đường hướng mà mình phải sống, phải hành động ra làm sao. Yeah. Tôi nói lại, đun nóng là làm chín mùi những giá trị. Thiêu hủy là loại bỏ những gì cần loại bỏ, những thứ hại mình, hại người. Hơi ấm này tức là cái khả năng sống trong cô quạnh và độc cư. Cái hơi ấm này có định nghĩa như vậy. Hơi ấm này nghĩa là cái khả năng sống trong cô quạnh và độc cư. Còn ánh sáng ở đây tức là cái sự soi rọi, có nghĩa là không có mờ mịt, không biết phải, mình không có rơi vào hoàn cảnh bây giờ tôi phải làm sao đây, bây giờ tôi phải làm sao đây, bây giờ tôi phải sống ra làm sao đây, tôi bây giờ tôi phải an trú vào cái gì. Không có cái là ánh sáng, hãy có người có ánh sáng thiện pháp không có bị ta bị mấy cái vụ đó nha. Trên bát bốn tác dụng của ngọn lửa đây là đun nóng, tiêu hủy, thay ấm và ánh sáng. Tôi phải tu như vậy đó. Ok, bây giờ tiếp theo là bài kinh Bá Hú Thiệt Tỳ. Bá Hú Thiệt Tỳ. Có một cái ông Bà La Môn bị mất bò hả? Ông bị mất bò. Ông bị mất bò, ông đi kiếm bò. Ông gặp Ngài. Ông vừa thấy Ngài ngồi nên là ông khoái rồi. Thấy Ngài là ông khoái rồi. Tôi biết cái gì? Bây giờ nữa nhé. Bây giờ là bây giờ rồi. Nghe đây. Có một chuyện các vị bắt buộc phải nhớ, bắt buộc phải nằm lòng. Đó là trên đời có hai thứ hạnh phúc.
cái này là cái này chỉ riêng cái điều tôi sắp nói là đáng cho một buổi sáng rồi. Có hai thứ hạnh phúc, hạnh phúc đến từ đời, trên đời này chỉ có hai thứ hạnh phúc. Cho tôi nhắc lại, cho dù các vị đang nghe tôi nhé, là tỷ phú, mặc dù trong số những người đang nghe tôi đó là có là tỷ phú hay là ăn mày, các vị là già hay là trẻ, nam hay là nữ, đẹp hay là xấu, tôi không thèm biết, tôi không cần biết. Tôi chỉ biết là toàn bộ cái vũ trụ bao la thì chỉ có hai thứ hạnh phúc thôi. Cho dù các vị là ai đi nữa, chỉ có hai thứ hạnh phúc. Cái hạnh phúc thứ nhất là nó đến từ việc mất cái gì đó, và cái thứ hai là được cái gì đó. Cái này rất là quan trọng. Mình không biết đạo đó, mình vẫn có thể nói, ô cái này tôi biết, nhưng mà thật ra đó, mình cái miệng mình nói vậy thôi, chứ mình vẫn quan tâm đến một điều là hạnh phúc đến từ cái việc là mình có cái gì đó nhiều hơn là không cái gì đó. Mà cái nội dung quan trọng của bài kinh này là gì? Nội dung bài kinh này đó là cái là báo cho mình biết rằng, báo cũng được mà nhắc cũng được, nhắc cho mình nhớ rằng là thật ra nó còn có một thứ hạnh phúc bên cạnh cái được đó. Nó còn có một thứ hạnh phúc là nhiều khi không có cái gì đó cũng là hạnh phúc. Tôi ví dụ như có anh chàng, hai anh mà đứng trước cái tượng Chúa cầu nguyện, anh A và anh B, thì anh B anh cầu Chúa cho anh thật là nhiều tiền, cho anh trúng số, cho anh đánh bài thắng. Anh nói con còn nhiều, trước tuổi 50 con có 10 triệu là con mãn nguyện rồi. Anh khấn cho đã thì anh A anh khấn cho vậy, thì anh nghe anh B đi kế bên khấn thế này: xin Chúa cho con thiếu nợ 100 đô la, xin Chúa cho con thiếu nợ 100 đô la. Thì cái anh A anh nghe anh ngạc nhiên, anh hỏi vậy chứ tại sao mà không có khấn thế này cái kia mà lại khấn là xin Chúa cho ông thiếu nợ 100 đô la. Cháu nói tại anh không biết, tại bây giờ tôi đang thiếu 50.000 đô la. Bây giờ tôi đang nợ 50.000. Và nếu bây giờ đó mà tôi còn nợ còn 100 đô la đó thì tôi quá xứng hạnh phúc. Có nghĩa là sao? Đối với anh thứ nhất, anh coi hạnh phúc là cái gì đó nó đến từ cái việc được. Nhưng mà đối với anh thứ hai đó, anh coi cái hạnh phúc là thứ mà nó đến được từ cái mất. Mất cái gì? Mất cái nợ. Cho nên cứ nhớ như vậy, cứ nhớ trong đời sống thì nó hạnh phúc có hai thứ. Một là nó đến từ cái được, từ cái việc mình được cái gì đó. Và cái loại hạnh phúc thứ hai là nó đến từ cái việc mình không có cái gì đó. Bất cứ ai đi nữa thì cũng chỉ có một trong hai thứ hạnh phúc này thôi. Thì ở đây ông này ông đi kiếm bò, ông đi nhìn thấy ngài. Thấy ngài ngồi im lặng thì ông mới nói với vị sa môn này, chính nhờ, nếu mà mình đọc kỹ nguyên văn thì nó kỳ dữ lắm nha. Kỹ nguyên văn thì nó kỳ. Với vị sa môn này không có 14 bò nên không thấy 60, do vậy được an lạc. Với vị sa môn này không có đủ mẹ đó. Mấy cái này các vị tự hiểu nha. Ở đây tôi giải thích cái gì khó thôi. Đối với vị sa môn này không có 14 bò nên không thấy 60 làm sao? Là như thế này. Các vị để ý ở trên đi, đọc lại ở trên đi. Ổng bị mất một cái bầy bò 14 con. Một bầy bò 14 con. Mà hồi nãy tôi nói rồi, nếu mình nói thì ngôn ngữ của mình thì dễ nhớ, biết mình về thì dễ nghe hơn. Ổng bỏ bớt số 14 thì dễ nghe hơn. Đối với vị sa môn này nè, do không có bò cho nên là không có bị cái cảm giác khổ tâm khi mất bò. Đằng này ổng nói rõ luôn là không có 14 bò nên không thấy 60. 60 đây có nghĩa là sao? Đây là cách nói. Ổng bị mất cái bầy bò này nó là một tuần lễ rồi. Hôm nay ổng đi kiếm là ngày thứ 6, đó là ngày thứ 7. Có nghĩa là 6 ngày qua đó, trong chú giải giải thích là trong 6 ngày qua đó là ngày nào ổng cũng đi tìm hết. Ngày nào cũng đi tìm. Và chính vì bị mất của cho nên từng ngày nó trôi qua, ông đều ghi nhớ rõ hết. Trong khi đó với một người như ngài, thì ngài cái ông nhìn thấy ngài an lạc, ngài tay không có gì hết, thì biết đối với ngài nó, ngày tháng nó có trôi qua bao nhiêu ngày cũng không có bằng tâm. Nó cái ý nó là như vậy. Với một người sống an lạc như vậy, chỉ là một lữ khách, một biển khách bên bờ sông, thì nước sông có trôi bao nhiêu
thì không quan trọng. Tôi nhớ Nguyễn Huy Thiệp có một câu kể mà tôi rất là thích, một bài kể bài thơ tôi rất là thích, là chảy đi sông ơi, chảy đi sông ơi, băn khoăn làm gì, cuộc đời đẩy hết, anh hùng còn chi. Có nghĩa là cuộc đời này đó, chạy đi sông hơi băn khoăn, chạy đi sông hơi băn khoăn làm gì, cuộc đời đã hết, anh hùng còn chi. Có nghĩa là chuyện đời nó cuối cùng mỗi thứ nó bị cuốn phăng về phía trước, bị cuốn phăng đi hết, không có gì ở yên nữa mà chờ đợi với mình. Mình có nắng ná, mình có nắm níu nó thì nó, mình cũng không có nắm giữ được gì đâu. Thì cái hình ảnh đẹp nhất của một vị tu sĩ chân chánh đó là một viễn khách, là một lữ khách bên cái dòng chảy của cuộc đời bằng tất cả sự thanh thản, nhìn ngắm nó trôi đi mà mình không có tưởng tiếc quá khứ, không có hoài vọng tương lai. Thì ở đây đó, cái ông Bà La Môn này, ông nhìn thấy Đức Phật sống được như vậy đó, sống được như vậy, ngài không mất tài sản, cho nên năm tháng nó trôi đi mà không lại làm một cái vấn đề bận tâm của ngài. Còn ông nhớ từng ngày, cái bị tưởng tượng gia đình mình có người thân chết, mình mới thấy má mất 3 ngày rồi. Rồi mình nhớ là thứ 6 này nè, là tuần thất thứ nhất, rồi thứ 6 tuần sau là tuần thất thứ nhì. Mình nhớ rõ đây là tuần thất thứ 5, đây là tuần thất thứ 7. Ai đang cư tang cha mẹ, ai đang cư tang người thân thì nó biết rõ rằng cái năm tháng đối với mình nó ám ảnh kinh hoàng cỡ nào, dễ sợ lắm. Tôi chưa có gia đình, tôi không có gia đình, nhưng mà tôi từng sống qua những ngày tháng đó, tôi biết những khi mà có chuyện buồn, ngày tháng nó lê thê dễ sợ lắm, nó lê thê lắm. Nhớ rất là rõ là cái chuyện đó nó xảy ra vào cái thứ 7 tuần trước, bây giờ lên cái weekend thứ nhì rồi, thứ 3 rồi, thứ 4 rồi. Nhớ, còn với một người sống mà sống chuyên tâm, sống chuyên tâm, sống không có cái gì nặng nề ám ảnh thì năm tháng không là vấn đề gì với người đó. Chỉ ở đây đó, cái bài kể thì các vị thấy rồi, ông tán thán ngài, ông tán thán ngài là nhờ ngài không có cái gì hết cho nên ngài được an lạc, và ngài cũng xác nhận với ông, ngài cũng xác nhận với ông, đúng, người đó đúng, ta không có cái gì hết, ta không có cái gì hết cho nên ta được an lạc, chỉ vậy thôi. Để kể bài kinh này rất là dài nhưng mà cái ý nghĩa rất là ngắn gọn, mày dâu ngắn gọn nhưng mà vô cùng quan trọng và vô cùng cấp thiết cho một đời sống tu tập. Đó là hạnh phúc trong đời này đến từ một trong hai nguồn. Nguồn thứ nhất là từ cái việc ta được cái gì đó, và cái nguồn thứ hai là từ cái việc ta không có cái gì đó. Thì ra cái có và cái không nó đều là một gương mặt của đời sống. Có hay là không, thường mình chỉ chạy theo cái có, nhưng mà mình nhiều khi mình không chịu ngồi nghĩ là bỏ bớt cái gì đó để cho mình an lạc hơn, thay vì mình cãi bỏ ra một đời mà đến đi tìm cái này tìm cái kia. Tụi phải có cái áo đó tụi mới vui, tụi phải có thêm cái đôi giày đó tụi mới vui, tụi phải có chiếc xe đó, tụi phải có đồng hồ đó, tụi phải có mắt kính đó tụi mới vui. Mình quên một chuyện là bỏ bớt cái gì đó tôi sẽ vui hơn, bớt được cái gì thì bớt. Ở bên vị sĩ tôi biết đó, là thỉnh thoảng họ thấy trong nhà mà áo quần nhiều quá, ở đâu nhiều là tại vì do đi shopping, họ mua đồ nhiều quá về đó. Mà giờ họ thấy nó dư rồi họ đem cái nào họ không dùng nữa đó, họ đem họ biếu tặng cho những cơ sở từ thiện hay là những cái chỗ tiệm đồ cũ. Như những cái trường đang học bây giờ phía trước để những cái thùng bằng sắt to đó, để cho bà con nào mà có giày dép hay là áo quần cũ đó, thì đem ra nó bỏ ra đưa luôn đó, không cần ghi tên tuổi gì hết, thì người ta sẽ đem đi cho mấy cái xứ nghèo á. Mà tôi thấy đó là một điều rất là hay, một cái xã hội như vậy rất là hay. Có nghĩa là xã hội đó người ta tạo điều kiện cho người dân mua sắm, nhưng người ta cũng tạo điều kiện cho người dân buông bỏ cái gì mà người ta không còn muốn giữ nữa. Và đời sống nó là một sự vay mượn,
và đồng thời nó cũng là một sự luân lưu, có nghĩa là cái nhịp sống nó phải luôn luôn thay đổi, cái cả tài sản cũng vậy. Nói theo quy luật kinh tế là đồng tiền sống là phải, nó phải khác các đồng tiền chết. Đồng tiền sống nghĩa là đồng tiền nó được vận dụng, nó được huy động cho những cái plan làm ăn, cho những cái business nào đó, gọi là tiền, nó tiền sống. Và một cái xã hội cũng vậy, một xã hội là có nhận và có cho. Có nhận và có cho thì đời sống nó mới trọn vẹn. Chỉ còn cái tối ngày cứ ôm cái tích lũy thì nó không đi về đâu hết. Ngay cả cái đời sống tinh thần cũng vậy, có cho và có nhận, có nhận và biết cho ra, có nhận vào và có trao ra. Thì ở đây cái nội dung các vị hỏi tôi, nếu mà nó là sự tâm đắc cái chỗ nào trong bài kinh này, thì tôi nói nguyên cái bài kinh này tôi tâm đắc là một nội dung duy nhất, đó là xác nhận cho tôi biết được rằng thì ra trên đời này không phải lúc nào mà hạnh phúc nó cũng đến từ cái có, mà nhiều khi nó đến từ cái không. Không phải lúc nào hạnh phúc cũng đến từ cái chuyện là mình nắm giữ được cái gì đó trong tay, mà đôi khi hạnh phúc nó đến từ cái việc là mình buông bỏ, mở rộng cái bàn tay ra, mở rộng cái cõi lòng ra. Không có gì bậy cho bằng thương thích một người hay một vật bằng cách siết chặt lấy nó. Bởi vì thật ra thân này mình còn không giữ nổi thì nói chi là người và vật ngoài thân. Cứ nhớ cái đó, thân này của mình nè, mình cứ tưởng nó là của mình. Tôi nhớ hoài cái câu chuyện một anh Phật tử, ảnh bị tai nạn xe cộ cán, bị xe nó nát cái chân. Để vào bệnh viện thì người ta mới thay ảnh một cái chân khác của một cái người chết mà hiến xác, mới gì chết đó thôi, những cái chân còn dùng được. Thì lên đêm anh về, mà anh nằm ngủ mà anh cứ dòm những cái chân của ảnh, cái chân mà được ghép, mới vừa ghép đó, ghép sau tai nạn đó. Anh nhìn ảnh, trước mắt anh thấy nó xa lạ với ảnh, nó là của người khác. Và thứ hai ảnh cũng ớn, anh thấy nó là cái chân của một cái người chết, cái người đó bây giờ đã chết rồi. Và bây giờ cái chân nó đang nằm ở trong cái cơ thể của mình, thì tưởng tượng nó cũng ớn chứ ha. Và nhìn cái chân, nhìn cái người mình, nó có một cái món đồ mà của một người đó. Nó chết rồi mà bây giờ nó đang nằm trong cơ thể của mình, anh chịu không nổi, anh sợ quá thì anh ngủ được, anh chạy vô anh kiếm một sư phụ cộng. Sư phụ là một vị thiền sư, thì vị thiền sư mới hỏi thế này, tại sao con sợ? Cả nó dạy cái đó là của con, bây giờ con để lên người của con. Chứ thiền sư mới thật ra đó, cái chân đó con nó không phải của con, chỉ cái còn lại nó là đúng là của con hay không. Thì anh Việt Nam nó nói dạ thì cái đó của con. Ông sư nói không, nếu mà nó là hai cái chân người của con thì tại sao một cái nó đã bỏ con nó đi hôm trước rồi để nó gắn cái này vô hả? Rõ ràng nó không phải của con, nó muốn đi trước là nó đi. Và cái còn lại đó thì nay mai thầy cũng không chắc là nó sẽ ở lại với con đâu. Không phải là thầy dọa con, không phải là thầy hù con, không phải là thầy trù con, nhưng mà con lớn tuổi thì con phải hiểu là thầy nói đúng nha. Cái chân còn lại đó thầy cũng không chắc là nó sẽ ở lại với con suốt đời này đâu, nó buồn buồn nó bỏ đi nữa. Như vậy thì con sợ sẽ cái gì? Con sợ cái chân kia là vì con cho nó không phải của con. Nhưng mà thật ra cái chân còn lại và toàn bộ cái thân xác mấy chục ký còn lại của con ấy, nó cũng y hệt như cái chân này, bởi vì nó không phải là của con. Tại vì lâu nay con nghĩ nó là của con, con dán cái tâm con vào trong đó, con cột cái tâm, con treo cái tâm, con móc cái tâm của con vô đó, thì con thấy nó là của con. Chứ thực ra đó là nó có thể bỏ con nó đi bất cứ lúc nào nha. Cho nên ở đây cái hạnh phúc trên đời này mỗi lúc nào cũng là cứ cư nắm giữ, mà cái quan trọng nhất là biết dùng cái mình có một cách đúng lúc, đúng chỗ, đúng việc. Đó là cái hạnh phúc. Tôi không hề kêu gọi bà con quăng bỏ mọi thứ bà con đang có trong tay, nhưng cái quan trọng là tôi kêu bà con quăng bỏ trong cái nội tâm của mình ấy. Cái quăng bỏ đó mới là quan trọng. Quăng bỏ ở đây có nghĩa là ngay từ bây giờ phải ý thức rằng cái gì thương thích nhất nó cũng có thể lìa bỏ ta nó đi, hoặc là ta lìa bỏ nó mà đi. Nó không bỏ ta thì ta cũng tới khi ta bỏ nó thôi. Cho nên đây là một điều tâm niệm rất là quan trọng cho người Phật tử, rất là quan trọng. Nó không bỏ ta thì ta cũng bỏ nó, mà ta không bỏ nó thì nó cũng bỏ ta. Cứ đọc như vậy đó thì các vị học với tôi giống như học lớp thần chú thì nó lâu thì cứ bài câu câu, nhưng mà mấy cái câu đó nó có lợi ghê lắm nhé. Ta không bỏ nó cũng bỏ ta, mà nó không bỏ ta thì ta cũng bỏ nó. Đọc như mình khùng như thế, nhưng mà tôi hứa với các vị cái câu này nè,
sẽ giúp cho các vị an lạc ghê gớm lắm. Tôi bảo đảm các vị là cái không biết theo cái pháp môn nào tôi không biết, nhưng mà cái câu này là an lạc bảo đảm hơn chú Lăng Nghiêm, hơn chú Đại Bi. Ok, bây giờ thì coi như là xong xong cái phẩm, bây giờ tới phẩm là phẩm cư sĩ. Thầy xin hẹn bà con bữa sau nha, nay mệt rồi, nói quá sáng nhiều rồi. Hẹn bữa nay là thứ năm, vậy mình gặp nhau ngày thứ bảy. Dạ rồi, xin chào tạm biệt.